buổi trưa các chị yêu nha. Tiếp tục vào buổi sale của em ngày hôm nay. Trời, em có bộ đầm mới các chị ơi. Mới vừa về hàng luôn. Xuất sắc chưa? Hôm giờ có nhiều chị khách hỏi em là có đầm màu trơn hay này kia không. Thì đợt này em có về rất là nhiều màu trơn cho các chị mình luôn. Đầu tiên em váy này mới về mà hôm nay đã sale cái giá phải nói là mềm sale luôn. Chị nào thích sản phẩm váy trơn nha, em có màu này cho mình. Màu này mặc lên phải nói là nó trắng da cực kỳ các chị yêu ơi. Phối nút nè, à phối đính đá các chị nè. Xuất sắc chưa? Em này hàng mới chị Huỳnh Phan, hàng mới vừa về shop em luôn. Có nha các chị là 4 size nha, và sale có 199 thôi hà. Thường các chị thấy mẫu mới em bán là phải tầm 300-350 đúng không? Hôm nay hàng lẻ size là từ 59.000-99.000, hàng mới 150 cũng có luôn. Cái này là 199 nè, vừa về ngày hôm qua của em thôi. Dáng đầm xòe nha cả nhà, có túi hai bên cho các chị luôn. Trời ơi, tiện lợi chưa nè, đầm von này, hàng von các chị ơi nha, hàng von hai lớp cho mình luôn. Ở trong em có may lót rồi, đây đính đá 6 cái viên đá ở đây, nhìn sáng trưng luôn cái đầm luôn. Chào chị Hồng Hạnh nha, chị nào thấy like của em chấm bài cho em một cái được không ạ? Này, cái mới cho này là ưu tiên em mặc trước cho nó sáng cái chị yêu ha. Giá hôm nay sale chỉ có là 199.000. Rồi ai lấy mẫu này chốt giúp em 1451 nha đại nhà, 1451 mới về luôn, 199.000 thôi ạ. Chất liệu là hàng von nha cả nhà, mặc sao là em giao vậy cho các chị nè. Đây, hàng này về 4 size luôn. Chị nào 65 cân đổ về thì cứ đặt hàng cho em nha. Khóa kéo phía sau lưng, đây mặc sao da vậy không khác xíu nào luôn. Dạ rồi, chị Tiên Dưỡng ơi, cái này hả chị, cái này em báo full size cho các chị mình nha. À, túi kỳ là sao chị ơi, hai cái túi hai bên có gì đâu kỳ chị. Túi bình thường mà. Ủa, em may đầm xòe có túi là đó giờ là bình thường chị ơi, chứ không có gì kỳ hết trơn á. Em chào chị Quốc Thịnh nha. Đầm xòe hai túi là rất là bình thường chị ơi, không có gì kỳ hết trơn á. Rồi, đầm này hôm nay sale với giá tiền chỉ có là 199.000 cho các chị thôi. À, cái túi này á hả? Hay là chị hỏi cái túi này? Trời ơi, cái túi này đang hot trend hết sức luôn. Cái túi này là hơi bị hot. Em có cái túi này là đang thích quá trời luôn nè. Rồi, chị Ngọc Thi, dạ mẫu mặt đây là 199.000 nha cả nhà ơi. 199.000 đồng cho em luôn. Ai lấy màu xanh coban đặt liền cho em ở phía dưới là 1451 nha. Đầm von xòe đính đá ở phía trước cho các chị nè. Cực kỳ đẹp, trời lên nó trắng da giả màng luôn. Màu này lên là vừa trắng vừa trẻ cho các chị luôn. Có hai túi nha, đầm von hai lớp cho các chị mình luôn. Sale còn 199.000 đồng. Rồi tiếp tục, bây giờ em chuyển mẫu, em lên hàng sale tiếp. Hôm nay sale rất là nhiều sản phẩm giá rẻ cho các chị luôn, tranh thủ vào sớm cho em nha. Hàng đẹp rất nhiều cả nhà ơi. Chị nào thích sản phẩm nào của nhà em thì comment ở phía dưới. Đây nè, lên hàng sale chỉ từ 99.000 cho các chị mình luôn. Dạ chào chị Ngọc Kiều ạ. À, đây lên tiếp một em đầm sale. Chỗ cái caro này hổm giờ nhiều khách hỏi lắm mà em không có hàng, hôm nay còn sót lại một cái. Size gì đây ta? Có chị nào nhớ cái mã này không? Có ai nhớ cái mã này của em không? Em sale 99.000 cho các chị mình luôn. 99.000 đồng mẫu váy này của em. Dạng suông chữ A nha cả nhà. Đầm này là suông chữ A. Tuy là em còn size M nhưng mà các chị thấy nó rộng không? Size M cái này là dưới 55 cân vô vừa luôn á. Dáng suông dưới 55 cân mặc vừa cho em. Mã này là 1380. Rồi hồi nãy là 1451 nha cả nhà. Vừa rồi là 1451 là em sale 199. Bây giờ 1380 em sale 99.000 đồng. 1380 nha, caro nè. Đầm này chữ A, dáng này dáng chữ A nhẹ, dễ mang. Không có kén luôn, ha phao này mặc lên nhìn cũng gọn, dễ thương lắm. 99.000 cho em cái váy này nha. 1380, chốt sale là 99. Em còn mỗi một cái duy nhất đang mặc luôn. Một cái duy nhất luôn, chị nào dưới 55 cân đổ về cho em là vừa. Đó, ai dưới 55 cân thì chốt đơn cho em liền tay nha cả nhà. Giá sale hôm nay chỉ có là 99.000. Em chào chị Trần Vân nha. Chị Minh Thảo, eo 81 hôm vừa. Eo 81 là chị phải mặc size 2X. Hàng mới sắp về chị. Giá trước là hàng mới, em chuẩn bị về một loạt cổ sơ mi. Chị nào đi làm thay thích cổ sơ mi thì chuẩn bị là để dành lúa cái chị nha, để dành lúa chuẩn bị săn hàng xe, hàng săn hàng mới nhà em nha. Rồi, đầm này còn có một cái chị ơi, size M. Đây nè, em mặc nó vẫn còn dư nè.
size M nhưng mà nó rộng rộng một khúc luôn, nếu các chị thấy không, 55 cân đổ về cho em vừa cái này luôn, 1380. Em còn một cái nhà, một cái cuối nè, sale luôn là 99.000 nha cả nhà, 1380. Còn một cái cuối cùng dưới 55 cân vừa cho em 99.000 đồng thôi. 1376 hả chị, còn đang sale luôn, không những còn mà là còn 4 size mà sale chỉ có 99 luôn á. Đây mẫu chị hỏi nè, mẫu chị hỏi đây, trời ơi em này đi làm là dễ thương lắm. Cái em caro này mặc vừa trẻ trung vừa dễ thương các chị ơi, nó ngắn ngắn gì nó trẻ trung dữ lắm. Chị Hiền Hoàng cho chị một đầm, chị ơi cho em xin mã với, chị lấy đầm nào, chị lấy đầm nào nhắn mã giúp em. Caro này là 1380 nè, caro 1380 dáng chữ A, form ngắn nha, form này cũng ngang gối của em thôi, 1m6 em mặc là ngang gối, chốt đơn 99.000. 1380 caro của em, chị Quốc Thịnh chính xác, nhớ mã giỏi quá trời, 10 điểm của chị Quốc Thịnh luôn, 99.000 nha cả nhà ơi, dáng chữ A nha. Rồi em lên cái vest này nó cũng 99.000 cho cái chị mình luôn. Đây cái vest này của em cũng sale 99.000 cho các chị luôn, mà cái này không phải một cái, 4 size luôn, em này có 4 size cho các chị mình mà sale cũng chỉ có 99.000 đồng, thiệt chị nào không nhanh tay là hết cơ hội nha. Chia sẻ like cho em 3 lần nha cả nhà, hàng mới đó, em chưa có chưng hết đâu còn nữa nè, đây nè hàng mới nữa nè, mà nhiều quá không có chỗ chưng đó. Đó, chút nữa em mặc tiếp cho các chị coi nha. Nhiều lắm, hôm nay vừa lên xả kho vừa lên hàng mới nha. Tranh thủ vào hốt sale các chị ơi. Cái này của em 99.000 nè. Chị Mai Diệp, đầm này cho chị size L, em mặc đúng không? Ghi cho em cái mã là 1376 nha. Ghi cho em cái mã là 1376 đi chị, để em chốt đơn liền cho mình. Chứ cái này ngoài like ra thì không có chốt được 99.000, chỉ có trong like mới có thôi, ngoài like không có nha. Ngoài like của em mua là 300, váy đang mặc ngoài like là 300, trong like là 99.000 đồng luôn. Em này em vét cái chị ơi, hàng vét nè, khóa đằng sau đó, có khóa đằng sau lưng nha cả nhà, có một cái túi ở đây, túi thiệt luôn, túi thiệt đựng đồ được luôn. Cái này cái nắp túi nó che bên ngoài vậy nè, nhưng mà có nhiều chị không thích cái phần màu đen này nhiều thì mình nhét nó vô trong đó cũng được ha. 99k, chị Mai Tây chốt mã số là 1376 và ok 1376 cộng số điện thoại, sale 179 à, sale 99.000 đồng, 99k mẫu caro của em, dáng đầm vét vừa ngang tầm gối. Ở đây em cao 1m6, có chị trừ hao nha, thì em mặc nó sẽ vừa ngang gối nè. Dễ thương ha, caro nó mặc không có kén đó chị ơi, không lỗi thời luôn, mặc dịp nào cũng được. Chị Lê My lấy 1376 và ok có đơn, chúc đơn 99.000 cho chị Lê My. Chị Hồng Hạnh, đầm này chị có rồi, ở ngoài vải đẹp lắm, em cảm ơn chị yêu nha. Hàng đẹp các chị yên tâm, em bao kiểm tra hàng luôn. 99.000 mẫu váy của em 1376. Đầm nhung bông đen hả chị? Đầm nhung bông đen là cái nào ta? Đầm nhung bông đen, phải chị nói cái đầm xòe 70 cân của em không? Cái đó em sale mà, cái đó em đang sale luôn á. Đang sale có bao nhiêu đâu ta, để em nhớ coi. Cái váy này đúng không? Nhung bông đen này phải không? Cái này 70 cân vừa. Chị nào 70 cân xem cho em cái váy này, em mặc thử cho mình coi. Rồi đợi em xíu, 76 xong chưa em chuyển mẫu nè. Mỗi một đầm em mặc có 2 phút là em qua nha. Chị nào chậm là mua lại giá sale bình thường á, chứ không có phải sale hấp dẫn như vậy đâu. Đây 99.000, không mua bây giờ là không có 99 đâu. Em mà tắt like là mua 300 á. Rồi chị nổi lòng xa xứ lấy 1376 và ok 99k nha. Vest caro của em chỉ có trong like thôi là 99.000. Rồi, chị hỏi cái đầm nhung này đúng không? Nếu mà cái nhung này thì em cũng đang sale mà. Đây, sale rẻ hơn bình thường. Đầm này 70 cân dư sức mặc được luôn. Cái chất nó co giãn. Đây, các chị coi, mát lạnh luôn. Tăng được tầm 3-5kg một size. Tối đa cho em là dưới 70kg. Dưới 70kg mặc vừa cho em cái váy nhung này luôn ha. Mã này 1399. Rồi, 1399. 70 cân đổ về cho em là vừa nha cả nhà. Em đang mặc nha, 1399 nè, đầm này đầm nhung. Đây, ai thích hàng nhung, ai thích hàng nhung em có nhung cho các chị mình luôn. Giá hôm nay sale chỉ có là 1399 các chị yêu nha, sale luôn. Cái này em giảm giá rồi nè, hôm trước các chị mua bao nhiêu? 250 phải không? Gần đây nhất là 250.
Line này em giảm luôn, còn 199 ngàn. Đó, được không? Giá được chưa? Nhung nha. Nhung nha, không phải là hàng bình thường nha. Hàng nhung xịn, nhung vinh, cái chị có nó ống nè. Đó, vải xịn. Nhận cái đầm này là cái chị biết nó xịn liền luôn hả? Cái vải nó đẹp lắm. Nó ống ơi là ống luôn. 199 ngàn like này của em. 1399 sale luôn 199 ngàn đồng. Mà nó co giãn rất là tốt các chị ơi. Dưới 70 kg mình có thể mặc vừa cho em luôn đó. Dạ có túi luôn chị. Đây, hai cái túi hai bên luôn. 1399 sale 199 ngàn. Chốt đơn liền trong like nha. Lưu ý giúp em là tất cả các giá sale là chỉ có khi em đang phát trực tiếp, cái chị đang coi live trực tiếp của em nè. Mình mua bây giờ, em đọc tên, các bạn chốt đơn cho mình, cái giá đang trong live. Còn mình đợi em tắt á, nó hồi về giá cũ liền. Cái này không mua bây giờ, một chút mua là có khi 250-300. Giờ là 199 nha, 1399, sale cũng 199 ngàn luôn. Nhiều số 9 quá. Mã số là 1399, giá tiền 199 ngàn đồng. Rồi, có muốn coi màu nào phía sau em không? Này mấy cái mới nè, em chân nhiều, sợ cái chị rối nha, em chân xương xương thôi. Bên này nữa nè, đó. Hàng hôm nay là từ 59 ngàn cho tới là 300 thôi. Từ 59 ngàn tới 300, không hơn 300 đâu. Chị Nguyễn Linh lấy 1399 rồi, chị Long Đặng lấy cái 7699K. Chị Mai Tâm lấy 1399 55 cân rồi, size M cũng được mà size L cũng được. Tùy chị thích mặc ôm hay là thích mặc cho nó rộng rộng. Thì khi bên em gọi điện chốt đơn á, chị nhớ nói để các bạn chọn cho đúng ý của mình ha. 199 ngàn cho em. 1399 các chị nha, đầm nhung nha, 199k. Bán lỗ luôn, đầm bên em chuẩn. Đó mấy chị thấy không, khách em còn biết em bán lỗ nữa mà. Thật sự cái chị mua nhung có ai bán cho mình giá này, không có bao giờ có luôn á. Mua ở ngoài kia đồ trung niên nó phải tầm 500-700, hàng nhung như vậy nè. Cũng vậy, 500-700. Hôm nay em chốt cho các chị mình là toàn 200 đổ về là nhiều nha. 200 đổ về là nhiều. Chị Tươi Nguyễn lấy 1399 nha. Ok, em chào chị Nguyễn Nhung ạ. Váy em mặc có một màu duy nhất, 70 cân vừa luôn, hàng hiếm. Chị nào size lớn là phải nghĩ kỹ nha. Tại vì rất là nhiều đầm nhưng mà chỉ có vài cái co giãn thôi, chứ không phải cái nào cũng co giãn đâu. Nhiều á là dưới 65 cân, còn tầm 65 tới 70, 75 em chỉ có đếm trên đầu ngón tay thôi hả. Chị nào size lớn hỏng nhanh là hết hàng nè. 199k nha, chị Thư Thủy lấy một cái 49kg nè. Rồi cho em số điện thoại luôn. Tiếp tục bây giờ em qua mẫu khác nha. Có muốn coi cái nào không? Không là em sẽ lên ngẫu nhiên nha. Nếu mà các chị yêu cầu em sẽ mặc theo ý của mình, còn không em sẽ mặc ngẫu nhiên. Lên hàng sale nha. Rồi bây giờ em có cho các chị một cái váy, một em vest đi. Một em vest đang sale với mức giá chị cũng rẻ luôn. Đây nè, hôm giờ các chị có thấy cái vest màu da này của em á, em bán cho các chị là phải tầm 300 đúng không? Hôm nay em chốt cho mình 100, dưới 150 luôn, cỡ 150 thôi các chị ơi. Rồi em này là 1365, hiện tại em còn có hai size à, hết rồi. Mà em cũng không có may thêm nữa. Mấy cái mẫu các chị coi mà em đang like ở đây nè, là hết đợt này là ngừng, đợt sau may kiểu khác, không may thêm nha. Hết chuyến này là ngưng mấy cái mã này luôn. Đó, hàng mới về các chị coi kìa, nó đâu có giống mấy cái em đang mặc hổm giờ đâu. Khác hoàn toàn, mỗi chuyến về mỗi kiểu khác nhau. Đây, trời ơi, vest đi làm, đi chơi cũng đẹp. Các chị coi cái dáng nè, vest này là cô tông lạnh. Màu da, màu này dễ mặc lắm. Màu da các chị nha, sườn xám nào chị, ở nhắc tới sườn xám á chị Hồng chị. Em chuẩn bị về hai cái sườn xám nữa. Nhung luôn mà ta nói nó đẹp ơi là đẹp. Đợt này em về sườn xám kim tuyến đúng không? Đợt sau em về cũng là nhung nhưng mà không phải kim tuyến mà là hoa. Hoa nổi ở trên các chị nhìn mê luôn. Nha, sắp tới về thêm đầm chắc chắn các chị lại bảo than hết tiền cho coi thiệt. Chuẩn bị về hàng Tết đó cả nhà. Rồi bây giờ xăm xe trước cho em đi ha. Chuẩn bị hàng tới thì giờ xăm xe trước. Đó, bây giờ chốt luôn cái đầm này của em. Đây là 1376 nha cả nhà. 1365. 1365 các chị yêu nha, sale luôn mẫu này của em 149.000 đồng. 150 luôn. Thường bán 300, hôm nay nó còn có hai size, chốt luôn 150. 149.000 cho em, mua cái này là em tặng kèm thêm cái dây đai. Nè, mua cái này tặng kèm thêm cái dây đai các chị yêu nha. Em cảm ơn chị Hoài Nguyễn ạ. Rồi sau cái này em mặc sườn xám thử nha. Chị Nguyễn Nhung 67 cân, cái 99 là dư sức chị mặc được 2x luôn. Chị Thanh Thư hàng đẹp, em cảm ơn chị yêu nè. Dư sức chị mặc 2x.
mấy cái nào mà chị thấy em kêu mà nó có co giãn á, chị cứ đặt cho em 2XL ok. Cái này thì không vừa nè, cái này nó hết size rồi. Đây em sẽ gộp thử cái đai cho các chị coi. Mẫu này là em tặng kèm đai, cho nên các chị mình có thể đeo giống như em nè. Thắt một cái nơ ở đây cũng dễ thương. Rồi thắt một cái nơ ở đây cho em, rất là xinh các chị thấy không. Đồng này mà em bán có 150 à, cả nhà có 150 thôi, không có nhiều ha, không có nhiều xíu nào luôn á, giá mềm xèo luôn, 149.000 một cái hàng vét. Em có cho cái chị là vest body nè, vest suông, cái này là suông nè, vest suông chữ A, vest xòe cũng có luôn. Đây vest xòe màu xanh mới về. Em mặc là dạng suông chữ A, sale với giá tiền là 149.000. 149k mẫu váy này của em, và hiện tại em đang có cho cái chị mình là size M với L thôi. Dạ hết XL chị, không còn, tiếc quá. Vest mà XL em còn vest sọc nâu. Đây, em cho chị coi mấy cái vest mà có size XL nha. Đây sọc nâu. Sọc nâu cũng có dây đai nhưng mà dây bằng da. Sọc nâu là tặng kèm dây da xịn sò hơn luôn á nha. Đây sọc nâu còn, hoặc là màu xanh, xanh này em mới về nè, dài dài luôn tới bắp chân của em luôn. Chị nào thích vest dài thì lấy cái màu xanh, thích ngắn ngắn thì em mặc nè. Đó mà em mặc thì lẽ size rồi. Sọc nâu cũng còn full size nha. Rồi, hoặc là cái caro này em chốt 99.000 nè, là cũng còn size của chị luôn. Nó giá thì hôm nay là nó giá nó lộn xộn lắm. Quan trọng cái chị thích cái kiểu nào thôi, chứ cứ không phải là 300, 400 là hàng đẹp hơn với cái 99 là không có nha. Cái này em cũng bán 300 bình thường mà, tại vì đang sale, sale lấy tương tác thôi, chứ mình đừng có nghe cái giá tiền mà nghĩ nó không đẹp. Mẫu này của em cũng vậy, 300 chốt còn có 150 à. Đó, tặng kèm dây đai, thắt cái nơ như em cũng ok. Còn không thì cái chị mặc suông là cái dáng đầm nó cũng đẹp rồi nè. Đó, mặc suông như vậy thôi, cái dáng đầm nó cũng rất là đẹp luôn. 1365 cho em nha cả nhà, 1365. Em chốt đơn là 149.000 nha, 149. Nè em mặc lộn size L nên nó hơi rộng nè, dáng chữ A. Đây 1365 dáng chữ A, trơn như vậy thôi là cũng rất là đẹp rồi. Xong cái chị mặc cái mình cất tủ á, cái mình luồn dây vô đây mình cất chung để đừng có lạc mất ha. 149 chị Hana Bùi có đơn 1365 149. Rồi bây giờ em lên sườn xám nha. Giờ trước tiên á thì các chị xem cái sườn xám kim tuyến đi. Sắp tới em về thêm sườn xám hoa cho các chị nữa. Trời ơi, em nói về hai màu hồi nào cũng mê. Hồi nãy em mới có lấy coi thử chụp hình thôi tại nhà. Mà đẹp ơi là đẹp luôn á. Rồi bây giờ lên sườn xám. Tạm thời thì bây giờ em đang có sẵn nha, là hai cái sườn xám kim tuyến. Đặt là em giao liền được và có cái này nè. Còn mẫu kia thì phải đợi nha, đợi khi nào hàng về em mới like được. Rồi sườn xám của em mẫu này thì chất nhung, co giãn tốt, 67 cân đổ về cho em là đặt hàng được luôn. Đây là 1394. Rồi sườn xám cả nhà, có xẻ tà hai bên. Đã là sườn xám thì phải xẻ tà chứ không thể nào không xẻ được. Không xẻ là nó ra đầm ơn bình thường rồi. Còn sườn xám là nhất định phải xẻ hai bên nha, nó mới đúng kiểu. Rồi đây chốt luôn 299.000 còn full size. Riêng cái em mặc thì nó full size. Còn cái ngôi sao này nè, ngôi sao hôm nay lẻ size nha các chị. Ngôi sao còn có 3 size thôi. Em mặc thì 4 size lận. Đầm em mặc là tới 67 cân vừa luôn. Chị nào size lớn thì chọn cho em cái sườn xám này. Nếu chị coi em tặng kèm cái cài áo nữa nè. Cổ giọt nước các chị ha, tặng kèm cài áo viền cái cổ trắng nhìn nó nổi ha. Đó, full kim tuyến luôn. Đầm này full từ trước ra sau, kim tuyến hết. Lấp là lấp lánh. 1394. Rồi, để em ghim mã cho mình phía dưới. 13, ui trời trời. 1394 nha. 1394. Rồi, đầm này sale 299.000. Sườn xám mà chỉ có 299 à. 299.000 mà nguyên một cái đầm nhung, các chị coi nè, khúc vải này nhiêu tiền rồi. Ồ em ghi lộn cái nha. 1394 sale 299. Đó, để em ghi lại cho nó rõ. 299.000 đồng cho em nha. 67 cân đổ về là đặt hàng được luôn. Chị nào dưới 67 cân nè, hoặc là eo dưới 86 mình có thể mặc vừa cho em cái váy này. Các chị thấy cái form đẹp không? Hàng như em may các chị thấy không? Chuẩn form luôn, mặc sao là em giao vậy. Em giao tới nơi cái đầm nó y chang như em mặc luôn. Nếu mà có khác thì nó chỉ khác là cái size nó lớn hơn xíu. Đây, 1394 nhà em. Hàng em mặc và hàng em giao các chị coi nè. Không khác gì nhau. Tặng kèm cài áo nha. Mua đầm sườn xám là em có tặng cái cài áo này luôn, đính sẵn trên này. Cái này chân kim băng á, cả nhà mình tháo được nha. Khi nào giặt các chị tháo ra ha.
khóa đằng sau lưng của em nè. Đó, giống hệt em mặc luôn nha. 1394 nha chị Hoàng Yến. Mình đừng đi sườn xám tại vì em còn một cái nữa nè. Em còn cái ngôi sao nữa, nó cũng là sườn xám luôn, nhưng mà mã khác. Thật ra chị ghi sườn xám là có tới hai cái là không biết lấy cái nào cho mình á. Lấy mẫu em mặc là 1394. Cái này thì kim tuyến nó nhỏ, nó nhuyễn đủ màu cho mình luôn. 1394 là sườn xám nha, 299.000 đồng, full size cho các chị mình luôn. 67 cân đổ về, chị nào dưới 67 cân thì cứ chốt đơn cho em, dễ thương không? Mặc đi tiệc là em nói trời ơi tâm điểm các chị yêu ơi. Đem có cái giỏ mới, ưu tiên em mang cái giỏ mới cho các chị coi. Xuất sắc luôn, form đầm đẹp, chất mát rượi luôn nha. Các chị coi nó co giãn nè, mặc lên nó không có bó khó chịu chỗ nào hết trơn á. Nó có co giãn hết từ trên xuống dưới luôn. Mặc cả ngày cũng thoải mái luôn ha. Mà ở trong thì em dịch mịn nè, đâu có ngứa gì đâu. Chỉ có kim tuyến mặt ngoài. Mà mặt ngoài rờ cũng không có ngứa mất cộm gì hết trơn á. Nhìn vậy thôi chứ mặt rất là êm. 299.000 đồng em mặc 1394. Rồi mặc chị coi cái váy màu hồng mới đằng sau đi em. À cái mẫu này đúng không? Rồi hồng mới nha. Ai? Hồng mới nhà em. Màu này em nói nó nữ tính gì đâu luôn á các chị, nó ngọt ơi là ngọt luôn á. Mặc vô cái là tự nhiên thấy nó nữ tính giả mang luôn. Rồi chị Hiền Nguyễn có đồng sườn xám em full size lận, chị nào ưng cứ đặt hàng đi. Cái màu xanh coban phía sau em đúng không? Rồi đợi em chút nha. Cái xanh đó là hồi nãy em khai mạc đầu like luôn á. Nó mới, nó là hàng mới á chị. Em thấy nó xinh quá trời, em khai mạc đầu like này luôn. Sẵn tiện mấy hôm nay chuẩn bị hàng mới về thêm là em sẽ mặc đầu like cho mấy chị coi nha. Chị đợi em chút, sau cái này đi em mặc lại cái xanh cho chị coi. Trời ơi cái màu này, mỗi lần mặc lên là dễ thương liền các chị coi nè. Màu nè, hồng cam. Màu này ở ngoài á, nhìn cưng lắm. Không có xến nha, không nghe hồng là sợ xến. Không hề xến luôn các chị ơi, cái màu này nó dễ thương. Hồng hồng cam cam nhạt nhạt ha. Em lựa màu là cũng lựa mấy cái màu cho dễ mặc chứ cũng ít lựa màu kén lắm các chị. Lâu lâu có về những cái tông tươi xíu như là màu vàng, màu đỏ các thứ là để nhiều lựa chọn thôi. Chứ còn hầu hết em cũng lựa những cái tông nó nhẹ nhàng như vậy. Để mà các chị mình trẻ mặc cũng được mà trung niên cũng được á. Rồi. Bây giờ cái váy này của em nha, mới về, em quên mất tiêu cái mã số để em coi mã gì đây ta. 1452, mới mặc được có 2 lần luôn á. Em mới về ngày hôm qua luôn á. Vừa về hôm qua, hôm nay là mặc like cho các chị luôn nè. Chưa nhớ mã luôn, mới mặc được 2 lần, lần thứ 2 luôn nè. Rồi, đầm này của em là 1452 nha cả nhà ơi. Mẫu đầm mặc nè. Mẫu đang mặc là 1452 nha. Cái này là von. Em này là von các chị yêu nha. Hai lớp ở trong là em có may lót. Cái hoa các chị nhìn nè. Cái hoa nhìn nó lạ ha. Nhìn dễ thương ha cả nhà. Đó, hoa màu trắng trắng. Nền thì màu hồng hồng cam cam. Em này sale 299.000. Thư thử màu sườn xám hả chị. Cái kia nó cũng giống em mới mặc luôn á. Nhưng mà có cái là nó lẻ size. Cái đầm mà ngôi sao á, em chỉ còn size 2X nè. Ai quên, em hết 2X, cái sườn xám ngôi sao thì em hết 2X rồi. 1452 mẫu của em sale còn 299.000 nha cả nhà. 299.000 đồng, mẫu này em vừa về luôn. 65 cân đổ về, các chị cứ đặt cho em. Full size nha, hàng mới mà, còn full size dư sức cứ đặt hàng cho em. Khóa đằng sau nè. Đó các chị coi cái đầm nè, nó xòe trời dễ thương quá. Màu này em bảo đảm các chị mặc vô là ai cũng thấy nữ tính tiểu thư luôn á. Giá sale hôm nay chỉ có 299.000 cho em mẫu mới luôn. Màu mới, kiểu mới, hoa mới. Nói chung là nguyên cái đầm này đều mới chị yêu ha. Hoa này đó giờ chưa có về nên là chắc chắn các chị khách nhà em sẽ chưa có cái đầm này trong tủ. Bảo đảm luôn. Lần đầu tiên em về cái hoa này nè. Đó, tranh thủ nha, 299.000 thôi các chị ơi, full size. Này mặc Tết hợp, dễ thương lắm luôn á. 65 cân đổ về hoặc là eo với 84 các chị cứ đặt cho em. Có túi, đây hai cái túi hai bên luôn. Hai túi hai bên cho các chị luôn nè. Dài qua gối nha, này bao luôn. Chị nào mét 65, 67 mặc vẫn ok, không có sợ ngắn. Chị nào mét 4, mét rưỡi ha, mặc thì còn dài hơn em chút là đẹp hơn nữa. Cái mình mang theo một đôi cao gót vừa các chị cho nó ăn gian cái dáng người của mình.
nhìn cái chân nó dài hơn luôn. Chị Tú Nguyễn lấy 1452 mẫu váy, ok chị, 299.000 cho em váy đang mặc nha, màu hồng cam về có một hoa này thôi hà, tức là các chị thích ví dụ như thích cái hoa này của em mà muốn may kiểu khác á không có chị ơi, mà thích cái màu này của em á mà may thêm cái đầm dáng khác cũng không có luôn, thường em may là một kiểu có một màu thôi hà. 299.000 cho em nha, 1452, cái này may đơn giản dễ mặc ha, càng đơn giản các chị càng dễ mặc, càng không lo lỗi thời lỗi mốt, ngày nào mặc cũng được. 299k chúc chị Hoàng Yến nè, chị Lan Phạm L75 size XL cho em đi. Chị Quốc Thịnh thấy cái mẫu mới này dễ thương không? Thấy cái màu này ok em, cả nhà xinh quá trời luôn, 65 cân đổ về. Em mặc nó hơi rộng chút xíu, các chị xem đỡ nha. Rồi 299.000 giúp em, chuẩn bị em sẽ mặc cái xanh Coban nè. Chị nào thích trắng da thì không thể nào không nhắc tới cái xanh. Cái xanh Coban này em mặc thử cho các chị coi nó đẹp lắm. Đây, lên là da trắng bóc liền luôn. Này hàng mới nè, cái trắng đen nó là sơ mi mới của nhà em á, đây nè. Đó, sơ mi mới của nhà em. Chúc em sẽ mặc cho các chị coi thử nha. Ưng cái nào mình nói em để em giới thiệu nè. Để em móc xương xương ở đây đi. Rồi. Rồi, em mặc đây là 1452, 1399, cổ áo có rộng hả chị? Không, cái đó cổ tròn, không hề rộng. Cổ này là em thấy nó kín luôn á. Đây nè, cái này cổ tròn chị, không có rộng chút xíu nào luôn á. Hồi nãy em mặc chị có kịp coi chưa? Nếu mà chị chưa kịp coi thì giờ em xíu nữa đi. Chút nữa em sẽ có thời gian em mặc lại cho chị coi cho nó kỹ hơn ha. Tại em cũng mới mặc qua thì cũng phải tầm qua vài mẫu được nha. Nãy mà chị chưa coi kỹ thì em gửi hình cho mình coi cũng được. Không thì em mặc trực tiếp ở trên live cho mình coi. Nhưng mà chị đợi em xíu nha. Tại em mới qua nên chưa mặc lại được liền. Đẹp đẹp, đẹp hay chị Quốc Thịnh? Chưa, chưa đâu, chưa hết đâu, còn nữa. Còn nhiều lắm, chút nữa em còn mặc tiếp cho các chị coi. Với cái lô hàng mới sắp về nữa cơ. Em này mới về nha, giày thôi là chưa đủ đâu. Sắp tới về là còn mệt nghỉ hơn nữa cơ. Rồi bây giờ lên lại cái xanh nè, cái xanh này em mặc hồi đầu like nè. 1451 màu xanh này em nói với chị nha, mặc lên là nó trắng da liền. Trắng mà hả em nói nó nổi bật luôn á. Đây xanh Coban các chị ơi, nhìn cái màu xanh này cái nhớ đến hồi hồi đó hay may dạ hội cái tông mình này nhiều lắm. Đợt em còn hay may dạ hội cho các chị á, trước dịch á, bây giờ dịch nên là tạm ngưng không có may dạ hội thì cũng không có đi đâu được nhiều á. Đó dạ hội thì nó thức tha quá, chỉ mặc những cái sự kiện lớn được thôi. Còn đợt này em tập trung cho các chị là những cái mẫu nó nhẹ nhàng như vậy thì mình có thể diệt đi tiệc nhỏ, tiệc lớn cũng ok, mặc hàng ngày cũng ok luôn. Dễ mặc không có kén ha. Dạ hội giờ là cất tủ không à, chứ có mặc đi đâu được đâu. Đó, giờ em may mấy cái mẫu này nè, dễ mặc luôn. Rồi, bây giờ đầm này của em xanh, xanh Coban các chị coi, trắng không? Trắng da hồng khóa đằng sau cái chị nha. Mèo nó đi ngủ rồi chị Út Võ ơi, thường tối nó mới xuất hiện. Ban ngày là đi ngủ mất tiêu rồi. Rồi mèo là mèo làm biến lắm, ban ngày là ngủ tối mới đi chơi nha. Rồi chào chị Minh Quyên ạ. À. Rồi em mặc đây là 1351, 1351, đây là màu xanh. 1351 màu xanh Coban sale còn 199 nè. 199.000 nha, kết 54, cao 53, 54 hả chị? Kết được hai cái rồi phải không? Còn yên tâm, từ giờ tới Tết là còn kết nhiều lắm. Đây, mẫu này của em có 199.000 thôi cả nhà, có túi nè. Tiện lợi luôn, màu xanh nha, dài nha, hổng ngắn nha, qua gối của em nè. Em coi 1m6 với chị coi, tới bắp chân rồi, đó, có ngắn gì đâu. Mặc hoàn toàn ok các chị yêu ơi, đi đâu mà cũng được luôn. Mà cái màu này em nói nó trắng da dã man luôn á. Đi đâu diện lên cũng đẹp ha, đi tiệc mà cũng được. Em sợ cái túi cho các chị coi. Không có kén màu đâu, không có kén phụ kiện đâu các chị. Mình kết hợp túi trắng, túi đen hay cái gì cũng nữa trơn á. Đó, dáng dài có túi, lớp lót ở trong luôn. Hàng này von 2 lớp, hàng em may 2 lớp rồi nha. Không có lo mỏng. Những cái mẫu nào von nhà em á là em may cho các chị đều là 2 lớp. Kín đáo lịch sự, không bao giờ mỏng hay lộ hàng gì hết trơn á. Chị Lan Anh chốt mã số 1451, dạ ok. Chị Nguyễn Huệ 53 cân, dạ được, đầm này tới 65 cân luôn. Mẫu này full size các chị yêu nha, phía sau lưng đúng không? Đây, em kéo hết khóa chưa ta? Đây, đằng sau lưng.
đằng sau lưng là em may khóa ẩn cho cái chị mình nè. Hầu hết là mình sẽ may khóa ẩn như vậy nha, phía sau hầu hết là khóa ẩn cho cái chị mình hết luôn. Có mẫu không có khóa, có hai cái ba cái đầm, có ba cái đầm chất co giãn cao tới 70 mấy ký mặc được luôn thì không có cần khóa đó. Còn thường mấy cái mẫu này là sẽ có khóa đằng sau. 1451 che màu xanh, trong đây có may lót cho các chị mình nha. Ở trong á, lót mà thường nó sẽ đây nè, đó có lót cho các chị rồi, không có sợ mỏng gì hết trơn á. Chị Nhung Nguyễn lấy 1451 màu xanh coban, ok chị mới tin luôn. Hôm nay chị nào mua là có váy mới mặc nha, diện tết hợp đẹp nha. 199 ngàn đồng chia sẻ có đơn cho em luôn. Rồi mặc cho chị coi cái váy màu đen có cổ trắng, màu đen có cổ trắng. À cái đồng 99 ngàn. Đây, màu đen cổ trắng đích thị là cái này đúng không? Đúng cái này không? 99 ngàn phải không? Rồi chuẩn bị em mặc cái này, giờ nãy giờ chưa mặc luôn á. Chưa, đợi em xíu nha, sau cái này em mặc cho chị coi liền. Đó, có muốn coi cái nào thì nói em mặc cho mình coi. Màu này xong chưa, em qua mẫu nè. Này em mặc hai lần luôn rồi đó, mẫu mới luôn. 1451 che màu xanh coban cái chị yêu nha, lên trắng nè. Cái này là đá nha, em đính đá phía trước nè, nó sáng trưng luôn, cái đầm đã sáng rồi, thêm mấy cái viên đá chiếu chiếu ở đây nữa nè, đẹp tuyệt vời luôn. 199 ngàn cho em, nghe cái giá là không thể nào mà không mua mà không. Có 199 một em ấy mới như vậy thôi nè. Dạ von hai lớp có hai túi đường, cưng chị ha. Em thấy mấy cái mẫu mới này em cũng cưng quá trời, nhìn xinh quá trời quá đất. 199 ngàn thôi, màu xanh nha, mặt trắng nha. Chị nào thích nổi nổi thì lấy cái màu xanh đó cho em. Rồi cái đầm cổ trắng em còn, nhưng mà còn size M chị yêu, không biết chị mặc size nào nè. Cái mẫu này em sale nha, 99 ngàn đồng, nó dễ thương lắm. Cái này là nó sẽ kiểu trẻ trẻ, cái form này nó hơi trẻ chung một chút xíu là tại vì nó vừa ngang gối của em. Cái này thì không có dài nha, mẫu em mặc thì không có dài, nó chỉ tầm ngang gối thôi. Giá thì có 99 ngàn hả, 1374 em sale luôn là 99 ngàn đồng. Đầm đen cổ trắng nha, đầm đen cổ trắng sale 99 ngàn đồng, hai màu luôn á, mà hai màu đều lẻ size. Em có màu nữa nè, đây màu kem nè, cũng lẻ size giống em mặc luôn, không còn size lớn cả hai luôn. Cả hai bây giờ chỉ còn M với L thôi chị nào. À M thôi chứ không còn L nữa, M thôi. Dưới 50 ký mặc vừa cho em. Váy đen em mặc là 99 ngàn, chị nào size M là dưới 50 cân hoặc là eo cỡ 68 á nha, mặc cho em cái váy này liền, đẹp, 99 ngàn, giá rẻ luôn. 99k bộ váy này của em, mã cộng số điện thoại giúp em là ok nha, 99 ngàn đồng. Rồi, mẫu mặc đây là 1374, em có xếp ly cho các chị hai bên nè, vòng ra đằng sau. Hết ly đằng sau luôn, nhất cái mẫu xếp ly như vậy là ăn dây được vòng 3 cho các chị dữ lắm luôn á. Đó, nó phồng ra là phồng cái vòng 3 theo luôn. Nhìn ăn dây rồi cái vòng 3, chị nào vòng 3 khiêm tốn là chọn mấy cái zip ly như vậy cho em. Chị Bình Yên size L mẫu này không còn chị ơi, còn size M thôi, 99 ngàn. 99 ngàn nha, màu xanh rêu hả chị? Màu xanh rêu. Xanh rêu, cái này đúng không? Này là vest nha, này vest. Em này là vest đi tiệc, đi làm rất đẹp. Đi chơi cũng được luôn, đi chơi thì quá sang rồi. Đi làm cũng được luôn, ha, kín đáo lắm, không có hở nha. Nhiều khi chị nhìn cái cổ sợ nó hở chứ không có hở, em sẽ mặc cho mình coi. Rồi mẫu này em sale 99 ngàn nè, 1374, 99 ngàn đồng. Em có cho các chị là size M nha, chỉ còn M, không còn size nào khác đâu, chỉ còn size M thôi, 99k. Rồi mặc màu tím là chị Nguyễn Thoáng rồi, ok. Sau cái màu xanh em sẽ mặc luôn cái màu tím cho các chị coi nha. Đây váy này xong chưa, qua mẫu nè, 99 ngàn thôi, 99k mẫu váy của em, chia sẻ là có đơn nha cả nhà, 99 ngàn đồng. Chị nào lấy mẫu này comment liền cho em ở phía dưới để em chừa hàng luôn. Có cái này mới nè các chị, quên chưa giới thiệu nè, hoa thêu nhiều quá chưa kịp mặc luôn á cả nhà, hoa thêu nha, dáng dài hơn đợt trước. Đợt trước em có hoa thêu mà lưng lửng phải không? Cái này nó dài hơn, này nó dài hơn luôn. Đó, móc ở đó đỡ nha, ở nóc đó đỡ đi, chúc em mặc tới nó liền. Rồi 1374 của em là 99 ngàn. Chị Thanh Thùy lấy 1374 có đơn. Chốt chị Phương Trâm size M có luôn, 99 ngàn luôn, M là em chốt hết. Còn mỗi M thôi, chị nào mua M là em chốt liền. Rồi đây, lên cái màu xanh rêu. Xanh rêu này em may là vest nha cả nhà, vest xòe, form đẹp lắm nha.
nó hấp giống như cái màu cam hôm trước á. Trước em hấp cái màu cam cà rốt, cái chị nhớ không? Bây giờ nó sạch bách luôn, không còn cái nào luôn, không còn một cái nào cam hết. Giờ chuyển qua xanh nè, xanh này em về sau. Đây, đợt này về màu xanh rất là dễ thương, dán đầm xè dài cho các chị mình. Em nói lên pha một cái là mê liền. Rồi, đây là 1439 của nhà em nha, vest màu xanh. Em sale với giá tiền chỉ có 299 ngàn là các chị có ngay một em đầm vest rồi. 299 cái chị vô shop khác không có cái nào mua luôn á thiệt. Còn 299 đi shop khác là về tay không á. Qua shop em 299 có khi mua hai cái luôn á. Nhiều khi em bán đầm có 150 thì trái hoặc 99 ngàn luôn. Trời ơi, rẻ lắm các chị ơi. Đầm này 299 ngàn nè. Cả một cái đầm vest như vậy mà 299k. Chỉ cần chia sẻ like cho em 3 lần thôi em chốt đơn liền, khóa đằng sau lưng. Đó, farm các chị coi đẹp không? Chuẩn farm, chuẩn dáng chưa? Giao tới là giống vậy nha. Em mặc sai là em giao vậy, không khác gì hết trơn, cho kiểm tra. Cho kiểm tra hàng luôn, đúng màu, đúng mẫu, thanh toán tiền cho em ha. Đây, có phối thêm cúp gỗ phía trước trang trí nè. Hàng này đi làm được nha, kính dài qua gối của em tới bắp chân luôn, kính đáo lên sợ tay lỡ có cổ vét luôn nè. Đi tiệc mặc cũng được, đi tiệc cái chị phối kèm cho em cài áo vô, thắt lưng vô cho nó sáng, nó đầm hơn, hoặc là túi xách vô đó, khác liền ha. Sale luôn cho em là 299 nha. 1439 ạ. Màu xanh này sang vậy, em cảm ơn chị Ngọc Linh nha, sang chị ha, mới về lần đầu luôn. Hôm trước em về vét là có màu gì ta? Nhiều lắm, em về vét chắc đủ màu luôn á. Đen nè, xanh đen nè, màu nâu nè, màu vàng, màu cam, cà rốt. Em nói màu đỏ đô nữa, màu gì cũng có. Màu này mới về thêm, bổ sung bộ sưu tập vét. Chị nào mà bộ sưu tập vét như em là chắc đủ màu rồi đó. Chị Nhi Trần lấy xanh, dạ đây 1439 nè. 1439 full size chị yêu ơi, 65 cân đổ về luôn, full size có hết luôn. Chị nào thích cái màu xanh này của em cứ đặt đi, dưới 65 cân hoặc eo 84 cho em là vừa. Để có cái túi nè, túi thiệt luôn nha, đựng tiền, điện thoại các thứ được luôn. Full size nha chị Trần Hoang, đồng này dưới 65 hoặc là eo 84 thì chốt đơn cho em. Mình có hai màu cam xanh, cái nào cũng ra đó. Chị Quốc Thịnh là hôm trước em có một cái vest màu cam cà rốt, trời em nói nó hot dã man luôn, like nào khách cũng hỏi rần rần cái mẫu đó, hết trơn luôn rồi, không còn cái nào nha. Màu này em dự là sẽ thay thế như cái màu màu cam đó, cái độ hot đó nha, cũng thay thế luôn. Form đẹp, nó dài dài giống nhau nè, hơi khác chút là cái cam nữa sẽ có nguyên hàng cúc. Còn cái màu xanh em mặc nó chỉ có hai cái phía trên thôi, hơi khác xíu vậy thôi. Còn về chất thì cũng là cô tông lạnh cho các chị mình, vải này mềm nha, tuy là phòng đứng form nhưng rất là mềm, mặc lên nhẹ lắm. Em mặc ở đây nè, không hề nặng người luôn. Em sale còn 299 ngàn, chị nào lấy đặt giúp em. 1439 cộng số điện thoại. Đây em mặc váy tím nè, chị Kim Anh 48kg, size M cho em đi chị yêu, size M. Hoặc là chị đo eo cho em đi, đo eo giúp em đi để em chọn size cho nó chuẩn nha. Cái chị đặt ngoài cân nặng ra, nhớ đo cho em thêm là chiều cao, số đo 3 vòng vô, bên em tư vấn thêm ha. Chị Ái Linh lấy 1439, dạ ok. Rồi đây, lên em đầm màu tím nha. Trời ơi, cái em tím này nha ở nhà. Bây giờ chị nào mua nha, bây giờ chị nào mua nè, em chốt luôn like này nha, like khác không có đâu. Like này của em thôi, chị nào mua like này em chốt đơn luôn. Trời ơi, mỗi lần mặc này em tiếc quá à. Đẹp quá trời luôn á chị. Hàng shop bán 420 nha. Mua cái body này tại cửa hàng em là 420. Bây giờ em chốt đơn luôn, 199 ngàn luôn đi cả nhà, chốt liền bây giờ nha. Còn chút nữa em không tính nha, bây giờ thôi em đọc tên. Chị nào em đọc tên ở đây em chốt 199 ngàn. Còn chị nào em chưa đọc là chưa có nha, chưa có đơn đâu. 199 ngàn, body tím, chất này là chất nhung. Em này hàng nhung nha cả nhà, nhung nhung các chị thấy lấp lánh nè. Full kim tuyến cho các chị luôn và có phối thêm hàng cúc bên hông, rất là đẹp. Co giãn luôn, cộng thêm co giãn nha, dư sức các chị eo dưới 86 vô vừa. Eo cỡ tầm là 86 độ về cho em, số ký thì tầm là 67 độ lại luôn. 65 là bình thường quá, cái này 67 vừa cho em luôn. 199 ngàn, 199 ngàn đồng các chị ơi, đuôi cá nè. Nhung đuôi cá xe 199k cho em nha. Chị nào ưng cái này là phải chốt liền. Tại vì thứ nhất là em đang sale giá rất là rẻ, rẻ nhất từ trước đến giờ. Thứ hai là nó của đợt hàng này, đợt sau các chị hỏi không có này đâu, đợt sau em về kiểu khác.
chuyến khác kiểu khác. Chuyến này mới có cái đồng dung tím của em, 1392 nè. 1392 đuôi cá nha cả nhà, body đuôi cá. Xe 199 rồi có cho chị Trang Táo 1392. Chị Ngọc Mon lấy 1392 size L, dạ ok. Này không tháo được nha cả nhà, em may đến liền. Em đạp chỉ liền rồi, thì khi cái chị đứng nghiêng như vậy nó cũng không có hở. Nếu mà may thiệt ở phía trước á, mình đứng nghiêng nó sẽ bị hở. Nó mấy cái khoảng cách này nè là hay bị lộ hàng nhất luôn. Em áo sơ mi em ghét nhất là cái kiểu mà nó hở rồi nha. Đó, cho nên là váy nhà em thì thường là khóa đằng sau hết. May khóa đằng sau lưng cho các chị mình hết luôn. Đây, khóa kéo phía sau lưng ha. Còn lại phía trước mà có nút á là trang trí thôi, chứ không có cần phải tháo từng cái nút ra mặt, nó cũng lâu mà nó hở hàng nữa. 1392 chị Nhung, chị Mỹ Nhung có đơn nè, 199 nè. Có bán túi không em? Không chị yêu ơi, bán đầm thôi. Túi này kia là phụ kiện cho các chị thấy là dễ phối đồ thôi, chứ không bán túi, bán đầm. Đầm nè, xung quanh đây nha, bán hết, có nhiều bán hết luôn. 199k chị Nhi Trần có đơn nha. Rồi tím cho chị Hoàng Nguyễn, cho em xin cái mã đi, 1392 đi chị yêu ơi. Em ghim cái mã số ở phía dưới á, đặt giống vậy cho em. Body nhung tím là 1392. Trời ơi, đẹp lắm. Em bảo đảm mấy chị nhận cái này là mấy chị thích liền thiệt, chưa cần mặc đâu. Mới khui hàng ra kiểm tra thôi là mê liền cái phần kim tuyến này nè. Lấp la lấp lánh nè. Đổ ngoài đẹp hơn trong like là bị ít rồi đó. Điện thoại em không biết sao cái chị like cái kim tuyến thì không có thấy rõ. Ở ngoài nhìn đẹp hơn nhiều. Màu đỏ hả chị? Màu đỏ 99.000 luôn. Cái này đúng không? 99.000 em đang xả nè. Cái đỏ này 99.000 luôn, đợi em xíu. Nhưng mà nó còn có một size thôi nha chị Duyên, không có full size như cái tím. Tím thì full size, đỏ nó chỉ còn duy nhất một size cuối. Em ngưng luôn rồi, không có về thêm nữa. Mấy cái đầm em like ở đây là ngưng hết nha, bán hết là ngừng. Đây còn bao nhiêu bán hết thôi. Không may thêm nha, mẫu này em cũng ngừng nè. Cái tím này nè, còn tại shop kho bao nhiêu em sell hết là em ngừng. Chuyến sau may kiểu khác rồi. Rồi đây màu đỏ em cũng bỏ mẫu nè. Em chỉ còn có mấy cái cuối thôi. Hàng này là đã bán qua một đợt rồi. Xả luôn 99.000 cho các chị mình đây. Đây là 1347. Rồi à, đầm này của em, chị nào mua nha, bây giờ nha, chia sẻ cái là này cho em chưa. À 60kg thì không vừa chị Duyên ơi, tiếc quá. 60kg thì không vừa chị yêu ơi, cái này dưới 50 thôi hả. Mẫu của em dưới 50kg thôi các chị yêu ơi. Bây giờ nha, chị nào chia sẻ rồi, ui chà, chị nào chia sẻ rồi, chấm bài cho em một cái đi. Nãy giờ chị nào chia sẻ cái like này của em rồi, cho em xin một dấu chấm cái chị yêu ơi. Cho em xin một dấu chấm cái chị yêu nha. Em chốt cái đồng này cho mình luôn là 59.000 đồng. Trời ơi, em báo giá mà em ngại quá à. 59.000 thiệt luôn á các chị, 59.000 thôi. 1347 cho em nha. Chị nào chia sẻ rồi, chấm bài, chốt hàng liền cho em cái này. 1347 sale xả kho, giá phải là cực kỳ sốc. 59.000. Chưa bao giờ mà cái chị mua một cái đầm hàng xóm, hàng trung niên mà cái giá này luôn á, không ai bán đâu. Làm sao may được, 59.000 rồi. Mua hàng Hàn Quốc này của em là hết 59.000 nè. Đó, 59 mua được cái Hàn Quốc này thôi. Hôm nay em bán nguyên cái đồng này luôn, 59.000. Chỉ còn size M nha, chỉ còn size M. 59k chị nào size M chốt đơn. Còn nếu không vừa, muốn làm quà các chị, tặng liền. Tết tới nơi nè, tặng quà hội chị em của mình đâu. Hôm ấy bạn mình ai mặc vừa các chị, thấy bạn mình mặc size M phải không, tát tên vô liền. Trời ơi, bên đây có đồng sale rẻ nè. Đó, vô săn sale, tại vì tắt like biết có còn sale không, hay là biết có còn hàng để mua không. Có 59.000 thôi. 1347 cho em size M nha các chị. Em nói cái form nó đẹp lắm thiệt. Chị nào vừa, chị nào mà dưới 50 cân, cái đầm này nó không có chỗ nào để chê hết. Ngoại trừ là em còn có một size ra thì không có gì để chê cái đầm này luôn. 59.000 cho em, 1347 cho em nha. Rồi đầm đen treo phía sau hả chị? Đen trắng đúng không? Mới về. Nếu mà cái đen trắng á, là cái sơ mi em mới về ngày hôm qua ha, đợi em chút cái đêm chưa có mặc luôn. Rồi 59.000 cho em nha. Đây là 1347. Cái này chất nó cũng đẹp, cũng xịn đó các chị. Chất măng tô. Hàng em mặc chất măng tô. Xanh coban em mặc 2 lần rồi chị Thảo ơi. Em mặc qua 2 lần rồi. Chút nữa nha, chút nữa đi chị yêu ơi. Tại em mới mặc qua 2 lần rồi, giờ mặc lại nữa mấy chị khách không chịu á. Nha cái xanh này nè, mặc 2 lần mất tiêu rồi. Chút nữa đi, có thời gian em mặc cho chị coi.
Rồi còn đồng này của em chỉ có 59 ngàn thôi. Chia sẻ có đơn cho em luôn. Đặt sớm. Ui trời trời trời. Đặt sớm em chừa hàng chừa size cho các chị mình đây. Mã cộng số điện thoại. Body vest này về rồi nè. Hổm chị nào hỏi em á, hổm chị nào hỏi em cái váy này nè, hôm nay em về hàng rồi nha. Đây đây, em sẽ che phía sau. Quý chị là văn phòng á, nghĩa thử cho em cái này. Trời, cái chất đẹp lắm, cao khi theo. Hàng đó hàng tuyển luôn. Chị Kiều Trần 1347 rồi, 59 ngàn cho em. 1347, 59 ngàn. Chị có trong line nha, tắt không tính. Chị nào đợi tắt em không có chút 59 được đâu. Cái này tắt là 300 á. Qua shop em là cũng vậy. Đến shop em thì không có tính lẻ sai hay không. Cứ vô shop làm cây đầm 300, 300 mấy, 400. Còn tại live stream này thì em sẽ giảm giá 59 ngàn luôn, không nghe nhầm nha các chị nha. Chia sẻ 3 lần em chúc cái đồng này còn 59 nha. 1347 cho em nha. Chị nào chưa chia sẻ bên em sẽ không có chút đơn được nha các chị. Bên em còn kiểm tra nữa đó nha. Chút nữa em còn kiểm tra nữa. Chị nào không chia sẻ là chưa có được chốt đâu. Rồi đây, lên tiếp một em váy mới. Này là theo yêu cầu nha. Sơ mi. Sơ mi nhà em mới về, màu đen trắng. Trời ơi cái màu nó đẹp. Màu nào kết hợp với nhau không biết chứ cứ đen trắng là đỉnh luôn. 1454 54 đi. Em nói màu nào chứ màu đen trắng kết hợp thì chỉ có đỉnh thôi. 1454 nha cả nhà. Đây chị Quốc Thịnh nghĩa đồng trúng cái đồng này phải không? Mê đồng này của em rồi phải không? Trời, chuẩn bị lúa sang hàng nha. 299k mẫu mới về của nhà em. Sơ mi. Cái này nha cả nhà. Cái này đặc biệt nè, đặc biệt là cái chất liệu. Nhìn cái kiểu sơ mi thì em đã may sơ mi rồi. Đó giờ sơ mi là nhiều nhưng cái váy này của em á, cái chất liệu của nó mới, chất tầm ý các chị ơi. Hàng tầm ý nha, nó giá nó mắc hơn là von bình thường luôn. Nhưng mà em cũng bán có 299 ngàn thôi, không có nâng giá. Vẫn bán 299 ngàn cho các chị thôi, rất là rẻ. Tầm ý sơ mi luôn các chị, hàng rờ vô là thích ngay thiệt. Chưa mặc đâu mới rờ vô là các chị thích liền, em bảo đảm luôn. Chào chị Mỹ Quyên ạ. Rồi 1454 cho em nha. Mê cái đồng này hả chị Bất Thịnh? Em còn mê hứng hồi chị với chị Trung Niên. Thiệt, hàng Trung Niên mà em nhìn em còn thấy mê khoái luôn á. 299 ngàn cho em. Đen trắng nha, đen trắng là khỏi phải lo hỏi em là có mặc được hay không, em màu này thợ kén da không hay là nhiêu tuổi mặc được là không cần hỏi luôn, bỏ qua mấy câu hỏi đó luôn. Bây giờ vừa size hay không nè, quan trọng là cái số ký vừa không, vừa là chốt đơn liền cho em. Cái này không có may túi hai bên nha, riêng cái mẫu này em may cái túi đằng trước nha cả nhà. Đó, túi đằng trước cho mình đựng đồ được nha, có cái nắp luôn nè. Đó, kín đáo đàng hoàng luôn, cổ sơ mi đẹp, vải đẹp lắm. Vải này các chị phải rờ ở tận tay mình mới cảm nhận được. Thiệt, 10 điểm cái đồng này luôn, 10 điểm cái đồng này luôn. 299 ngàn cho em thôi. 1454 cộng số điện thoại, sale còn 299. Sơ mi tầm ý nha cả nhà, dài qua gối của em rồi, tới bắp chân luôn, dễ mặc luôn ha. Chị nào thích ngắn ngắn thì về nhà tự lên like cho em nha. Tại em may là nó dài như vậy nè, nó dài sẵn rồi, em không có sửa được, không có thời gian nhận sửa cho khách luôn. Thành ra các chị mua về mình có muốn nó ngắn hơn một chút thì chịu khó ra tiệm sửa giúp em một xíu nha. Em livestream bán hàng này kia là không có thời gian luôn á cả nhà, tại vì nhiều khách cũng nhờ sửa này kia mà không có sửa được. Em may sẵn em bán cho các chị vậy thôi. 299k chị Nguyễn My có đơn. 1354 chị Thùy Linh có đơn luôn. Rồi chia sẻ like cho em 3 lần, với 3 lần chia sẻ livestream này thôi em chốt đơn luôn. 299 hàng mới nha cả nhà, mới vừa về hôm qua, nay là còn đang nóng hổi luôn á, vẫn còn đang hot hòn hòn luôn nè. Chốt đơn luôn là 299k, chia sẻ có đơn cho em. Tiếp tục bây giờ chuẩn bị em qua mẫu khác nè. Galaxy còn không em? Galaxy còn chị, Galaxy mới mà. Đây đúng không? Mới còn full size. Giá rẻ lắm, dưới 200 ngàn, mới mà dưới 200 ngàn luôn á. Đó, huống hồ chị mới cái làm lễ size ha. Chị Trương Thùy lấy 1454, dạ ok. Mẫu này mặc sang chảnh luôn, dạ cảm ơn chị Quỳnh Ly nha. Có 299 ngàn trả một cái đầm sơ mi luôn ha. Đi đâu mà cũng đẹp nha cả nhà. Ai lấy mẫu này chốt liền cho em ở phía dưới nha. 1454 cộng số điện thoại cho em. Rồi tiếp tục bây giờ em qua cái Galaxy nè. Có chị khách hỏi Galaxy em lên luôn.
Size L là cỡ 55 cân đổ về chị yêu ơi, 50 55 cân giúp em. Cho các chị coi cận cảnh cái hoa văn một chút xíu đem qua mẫu. Nhìn đẹp ha, như một bức tranh luôn. 299.000 rồi có đơn cho chị Minh Trang nè. Đây, Galaxy mặt hai kiểu giúp em. Vừa mặt suông, vừa mặt thành ôm eo, mặt tới hai kiểu luôn. Mà Galaxy là 1420. Rồi, cái chất này là chất von. Em này là von hai lớp nha cả nhà, dễ thương lắm. Đây, đầu tiên các chị coi nè. Em mặc vô cái chị thấy nè, nó sẽ suông rộng như vậy. Cái dáng này em may là suông eo, không có chiếc eo như bình thường ha. Suông từ trên xuống dưới. Đây đứng gần các chị coi, nó suông trên xuống dưới nè, không có đường lằn ngang, không có chiếc eo ngang. Đó, để các chị mặc được hai kiểu. 1420, like này sale 179.000 đồng luôn. Đầm mặc hai kiểu có 180 mà các chị. 1420. Rồi, 179. 179.000 cho em nha. Đây là các chị mặc suông trước ha. Hôm nào thích thoải mái nhẹ nhàng thì đó mặc về cho em thôi là ok ổn rồi. Hôm nào muốn đổi kiểu nha, thích khoe eo ha, thích mặc cho nó ôm eo á, xiết nó vô cho em. Đó, cột đằng trước, cột đằng sau gì cũng được. Xiết vô như vậy là nó ra cái dáng đầm khác liền, nó thành ôm eo xòe nhẹ liền luôn. Hoặc là cột phía trước cũng được nha. Bây giờ em cột phía sau trước, chút nữa em đổi kiểu em cột phía trước cho các chị coi luôn. Thắt cái nơ đằng trước nó cũng xinh dữ lắm. Có cái dây nơ này không có sợ rộng các chị, mặc vô hơi rộng cứ cột vô, rộng nhiêu cột vô bấy nhiêu cho em là xong. Rồi, váy này sale. Váy này sale 179.000 đồng. Em còn cho các chị là size M, size L, XL và cả 2X luôn. Đồng này về 4 size cho các chị lận nha, dài phủ gối. Em cao 1m60 là nó cũng đã phủ gối của em rồi chứ không có bị ngắn ha. Đây cỡ này ok, trẻ trung. Trẻ trung dễ thương. 1m6 là qua gối của em nè, có khóa đằng sau lưng nha. Mẫu này cũng có hai cái túi hai bên luôn. Đây có hai cái túi hai bên cho mình. Rồi, cột phía sau rồi bây giờ em đổi sang cột phía trước đi. Chị nào thích có nơ đằng trước thì đây, cột thử cho các chị coi luôn. Dây này em may cố định hai bên nha, nên là mình có thể cột trước sau tùy ý luôn. 1420 chị Hiền. Chị Hiền ơi, size M đầm này dưới 50 cân giúp em nha. Đó, các cái nơ đằng trước cũng đẹp nữa nè. Màu xinh hả các chị, nhìn nó lạ. Màu sắc lạ mắt, không phải hoa. Không phải hoa này hoa kia mà là họa tiết các chị nha, gọi là Galaxy, nó đủ màu luôn nè. Đó, vẫn là tông tím nhưng mà nó thêm nhiều màu sắc nữa. Chị Lữ Yến lấy 1420 mới đúng chị ơi. Em thấy chị ghi 13 là sai rồi. Đây là 1420, coi chừng nhầm mã nha. Hơn 1400 mã rồi đó. Giờ chị nào mà sai một số hoặc là lộn một số thôi nha, đảo ngược vị trí thôi là nó đã ra cái đầm khác rồi. Lúc đó là không phải cái đầm mình thích đó nha, là mất thời gian cái chị mình đổi hàng thôi. Chứ cái chị lưu ý giúp em là hàng bên em bao chất lượng, chật rộng gì em còn đổi cho mình nữa cơ. Chị Minh Trang lấy 1420 màu em mặc, dạ ok. Chút sale còn 179.000 đồng. 179.000 nha cả nhà, chia sẻ có đơn cho em luôn nha. 1420 sale còn 179. Rồi chị Trơn Nguyễn, đầm này 56kg size nào? 56kg hả? Size XL. Size XL cho em nha, là có size vừa luôn. Mặc thử vest phía sau đi em. Cái vest mới nhà em đúng không? Rồi đây, cái mẫu này á, form đẹp lắm. Và cái chất nó cũng đẹp nữa. Cái chất này cả nhà, nó phải nói là các chị phải nhìn ở bên ngoài nha. Mấy cái chất này là phải nhìn ở bên ngoài cho em mới thấy được cái độ đẹp. Này là dạng là gọi là kaki theo luôn á chị. Cái hoa văn của nó đó không phải là dạng in như em, dệt như em là không phải rồi. Cái này là theo ở phía trên luôn, rất là đẹp. Nhận hàng là các chị bất ngờ ngay và còn coi giãn nữa. Rồi đây đợi em xíu nha, em mặc thử cho mình coi. Mẫu này em sale với giá tiền chỉ có là 179.000 nha. Đầm em đang mặc này, đây có cái rồi nè. Đầm em đang mặc đây là mã số là 1420. Mẫu em mặc đây là 1420 nha cả nhà. 65 cân đổ về được chị. Đây suông eo thì thắt cái nơ lỏng cho em thôi. Cái váy này mặc được hai kiểu lận mà. Mặc suông cũng được, mặc ôm eo thì cột dây vô cho em nha. 179. Trên like nha, còn tại shop em bán là 370 á. Qua shop là 370. Like này em trước có 179.000, rẻ hơn tại cửa hàng nhiều. Mấy cái này là tại cửa hàng em có rồi đó. Các chị qua trực tiếp shop em mua cũng được, nhưng mà giá nó cao hơn xíu nha.
Rồi tiếp tục em lên cho các chị coi cái vest này. Cổ vest dạng body nha. Em này mà đi tiệc thì đẹp không nói, đi làm á các chị sang lắm luôn á. Đây rồi em xíu, có co giãn luôn. 1462. Rồi. Đây cả nhà, vest các chị xem nè. Em mặc nó hơi rộng chút, em bóp đỡ xíu nha. Đầm em mặc bao nhiêu tiền? Cái nào chị yêu ơi, em mới mặc qua thì 179 nha. Em mới mặc qua nè, 179 ngàn chị yêu nha, Galaxy. Còn bây giờ em mặc 1462 nha cả nhà. 1462 mẫu này của em là dạng đầm vest ha. Chất này là kaki thêu và nó có co giãn cho các chị mình luôn. Hôm nay em sale với giá tiền chỉ có là 259. 259.000 đồng nha cả nhà ơi, chia sẻ like cho em là có đơn nha. Ôi trời trời trời. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại giúp em là ok nha. Chị nào lấy mẫu này thì comment liền tay cho em ở phía dưới. 1462 cái chị yêu nha, 1462. Em có cho cái chị là full size luôn, size nào cũng còn. 1462 em có là full size cho cái chị mình luôn nha, chia sẻ có đơn giúp em ạ. Rồi, 259 ngàn cho em. Duy nhất like này, thôi like khác em vẫn bán bình thường 300. Cái chị mua like khác vẫn bán 300. Riêng cái like này em chốt cho mình là 259. Tắt like không nhận đơn nha. Tắt like là về giá cũ á. Đó, em may cái phần hông này á, nó có hơi vòng nhẹ sẵn cho cái chị mình rồi. Thành ra khi cái chị diện lên, nhìn keo mình nó nhỏ hơn chút. Đó, nhìn em mình nó nhỏ gọn hơn chút xíu. Mà chất này nó có co giãn nữa cơ, mặc thoải mái dữ lắm. Chị Hoàng Nguyên lấy 1420 là Galaxy nè. Rồi em mặc 1462 là kaki thêu nha cả nhà. Đi tiệc cũng đẹp luôn á. Nói chi đi làm ha, đi đâu diện lên cũng sang xịn mịn cho cái chị luôn. 259 ngàn cho em, 259 ngàn đồng. Size M, size L, XL và 2X luôn. Ai lấy mẫu này đặt hàng liền tay cho em ở phía dưới nha. Một màu duy nhất. Mẫu này không có màu khác cái chị yêu ơi, chỉ có một màu này thôi. Tranh thủ đặt sớm cho em luôn. Đầm em mặc đây chất gì? Dạ chất kaki thêu á chị Trân. Chị Trang Nguyễn ơi, chị Trang Nguyễn ơi, phải không, tên chị em đọc mới đúng không? Rồi có nha chị yêu ơi, đặt hàng sớm để em chừa hàng chừa size cho mình luôn. Mã cộng số điện thoại giúp em là được ạ. 1462 sale còn 259 nha. Mã số sản phẩm nè, kèm số điện thoại giúp em nha, chia sẻ like cho em 3 lần là có đơn luôn. Size M, size L, XL và cả 2X luôn. Chị nào lấy mẫu này comment liền tay cho em ở phía dưới là đầm đầm này là đầm vest nha. Đó, dáng đi làm các chị coi đẹp không? Xuất sắc như vậy. Hàng mặc sao là em giao vậy cho các chị Hà. Đây nè. Mặc sao là em giao vậy cho các chị. Cái vải này các chị nhìn ở ngoài là mình thích liền luôn á. Hàng nó dày dặn, nó co giãn cho các chị nè. Đây mình coi cái chất liệu nè. Đó, nó co giãn nên khi các chị mặc đâu có sợ nó ôm bó hay là khó chịu gì đâu ha. Sao em comment nó cứ bị nhảy chữ vậy ta. 1462 mà nó rớt mất cái số 2 ở đâu mất tiêu rồi. Đợi em xíu nha. Đây em coi coi, nó trôi, nó lạc trôi ở đâu rồi. Rồi đầm đang mặc đây, mã số là 1462 nha cả nhà ơi. Sale với giá tiền chỉ có là 299.000 đồng nha cả, 259.000 nha cả nhà. Size M, size L, XL và 2X luôn. Đầm này á nó có co giãn, các chị cứ thoải mái ha, mặc thoải mái cho em luôn. 259.000. Đó em comment cái mã mới phía dưới rồi đó. 1462 sale còn 259, hàng full size mới về. Vest mới luôn nha, chị nào thích vest thì đây có cái mẫu này. Còn không á thì em có cái vest khác, em còn nhiều lắm. Vest em còn rất là nhiều. Sọc nâu em chưa mặc nè, đây sọc nâu chưa mặc. Rồi, em có cho các chị là vest màu hồng nữa nè. Quá trời quá đất luôn, màu sắc đủ cho cái gì hết trơn á. Màu này của em là dạng hoa văn nha. Đây hoa văn cho các chị nè, rất là đẹp. 259 thôi, bây giờ em qua mẫu. 1462 sale còn 259k. Hai đơn em gửi chung thành một lần nha. À chị Hoàng Nguyễn, không biết là đơn trước của chị là chị đặt lúc nào ha. Tại vì nếu mà đặt ngày hôm qua nha, là em đi hàng rồi. Mình đặt mà ngày hôm qua là em đi hàng rồi đó. Còn đặt trong cái line này thì ok. Trong like này thì em cho mình đi một lần luôn. Còn mà đặt like trước thì em nghi ngờ là đi rồi á nha. Không, sợ sợ là mấy chị đặt nó đi rồi thôi. Chứ nếu mà chưa thì em gộp cho mình liền. Rồi bây giờ tiếp tục em lên hàng sale. Đây,
chưa kể mấy cái đầm sale này các chị gộp đơn thêm vô để em miễn ship cho mình nè. Hôm nay 600 em vẫn receive nha. Sale thì sale nhưng mà 600 em vẫn receive cho các chị mình luôn. Đó chứ không phải là sale cái ngưng đâu. Sale nhưng vẫn receive bình thường. Đơn chị nào 600 shop sẽ miễn ship đến tận nhà cho các chị yêu luôn. Rồi đây cái váy này của em mã là 1329. Đầm này thì em chỉ còn mỗi size M thôi. Màu trắng ha, trắng da ghê không? 99.000 cho em nha, 99k cái váy này, 1329. Hàng này em lẻ size nha, em chỉ còn M thôi. Em chốt hết đợt này là em nghỉ mẫu này luôn á, không có may thêm nữa. Đây là những cái cuối nha, 1329, 99.000 đồng. Em còn bao nhiêu cái em chốt hết luôn. Rồi em về mẫu khác. 1329, 99k. Mặt sọc nâu hả chị? Dạ ok chị 10. Sọc nâu hôm nay cũng giảm giá. Sọc nâu giảm dưới 300. Hôm trước là 300 tròn. Hôm trước là 300 tròn tặng kèm dây eo. Hôm nay dưới 300 vẫn tặng kèm dây eo cho các chị luôn. Đó, hàng xịn hôm nay giảm giá nhiều lắm. Rồi bây giờ em mặc cái mẫu này nha. Đầm em đang mặc đây với mã số là 1329. Đầm này em sale chỉ có 99.000 cho các chị mình thôi. 99k. Em này với chất liệu là vải lụa, form dáng xòe nhẹ nhàng rất là xinh, cũng qua gối nè, khóa đằng sau lưng của em ha. Hiện tại em có cho các chị là size M nha, chỉ còn mỗi em M, nhưng mà nó có hơi rộng một chút xíu. Ở đây em mặc nó vẫn còn dư, cho nên là chị nào dưới khoảng là 52 cân vẫn được. Dưới 52 cân thì mặc cho em mấy này luôn. 1329 nha. Mẫu đang mặc là 1329 nha cả nhà, sale luôn là 99.000 đồng. Chị Bảo Ngọc, váy này bao nhiêu tiền? Dạ váy này của em sale 99.000 chị yêu ơi, rẻ không? Bất ngờ luôn, 99k cho em nha, chia sẻ có đơn nha cả nhà. Em đang có cho các chị mình là một size cuối, chỉ còn một size cuối cùng. Em chỉ còn một size cuối cùng thôi cả nhà ơi, đặt sớm để em chừa hàng chừa size cho các chị mình. Mã cộng số điện thoại giúp em là ok, chốt sale là 99.000 đồng. 1329 chốt sale 99k. Đây size M. Size M các chị coi em mặc nó dư nè. Đó, dư xíu như vậy luôn. Thì em mặc nó dư chút như vậy thì các chị 52 là ok. Em cỡ tầm 49kg vẫn dư cả khúc nè. 139 à, 1329 em nhầm, 1329. Chị Gia Tuệ lấy 1329 nè. Chị khách cũ bên em bây giờ bây giờ nhiều đầm đẹp quá, shop bên em vừa rẻ vừa đẹp, chị rất ưng ý. Chị Liễu Lê, trời ơi chị khen mà chị còn nói chị là khách cũ nữa nè. Rồi em cảm ơn chị yêu nhiều nha. Khách cũ nhà em là ok quá rồi. Riết mấy chị khách nhà em mua xong rồi hả, khen xong rồi quay qua là trách nữa. Trời ơi, bán đồ rẻ quá, giờ chị mua không có chỗ để luôn. Chị mới sắm thêm cái tủ mới mấy triệu để đồ nhà em. Trời, riêng một tủ đồ nhà em không luôn á cả nhà. Đó, quay qua bán vốn là mới tốn tiền mua cái tủ nữa cơ. Cảm ơn các chị nhiều ủng hộ sắm em nè. Yên tâm đi, em còn về hàng nhiều lắm ha. Sợ là các chị lại bảo hết tiền thôi, chứ hàng mới em về liên tục luôn. Đây mới về nữa nè. Hoa thêu, để chút em mặc cho các chị coi nè. Sang ơi là sang, hoa thêu. Cái dáng đợt này em về nó dài hơn đợt trước. Đợt trước em về hoa thêu ngắn ngắn phải không? Đợt này về dài hơn luôn. Rồi em mặc là 99.000 nha. 1329 ạ. 1329, 99.000. À cái sườn xám hả chị? Cái sườn xám thì hiện tại chị, nếu mà cái ngôi sao á thì em chỉ còn có 3 size thôi. Ngôi sao của em đâu rồi ta? Ngôi sao đây. Cái ngôi sao này em sắp hết rồi. Hồi nãy em có mặc cái kim tuyến nhuyễn rồi đúng không? Cái đó nó full size á, nha, cái đó full size. Còn cái này nó chỉ còn có 3 size hay sao à? Để em mặc luôn cho chị coi, mặc nốt cái sườn xám nha. Rồi chị Bảo Ngọc, 52 cân hả chị? Được, eo dưới 72 là được chị yêu ơi. Cái váy 99.000 á, eo dưới 72 là được chị nha. Rồi cái đầm này của em nè, sườn xám, giá bằng với cái kim tuyến kia, hai cái là cùng một kiểu. Nó khác cái hoa văn một chút xíu nha, mà do cái này của em nè, cái kim tuyến nó to á, nhìn nó nổi hơn. Đó mấy chị khách thích nổi nổi chọn cái này mua nhiều hơn nè, thành ra bây giờ cái này nó cháy hàng trước. Váy này của em là 1395. Rồi em kiểm tra luôn coi coi nó còn chính xác bao nhiêu cái. Em đọc số lượng rồi, xong hết hai size rồi cả nhà. Hôm qua là nó còn được 3 size, ngày hôm nay nó chỉ còn có 2 size thôi.
Bây giờ em còn là size M với lại size XL. M là cỡ 52 cân đổ về nha. Em mặc nè, nó dư cái gì ấy không? Nó còn dư. Em mặc hơi rộng, em sẽ bóp nó lại một chút xíu nha. Rồi, cái váy này của em nè, size M, 52 cân đổ về, các chị mặc đường cho em. Đó, em còn là size M. Với em còn là size XL. XL là sẽ tầm 62 cân đổ về, được luôn. Đầm này nó có co giãn cái chị nha, chất nhung. Đó, giữa hai cái kim tuyến thì cái ngôi sao này nhìn là các chị sẽ thấy nó nổi hơn. Đó, tuy là em này ở ngoài các chị nhìn nó vẫn rất là nổi nha, nhưng mà khi mà lên like á, lên like lại nhìn cái ngôi sao nó sáng hơn. Thành ra mấy chị khách chọn cái ngôi sao này nhiều. Bây giờ nó lẻ size rồi, em chỉ còn M và XL thôi. Chị nào thích ngôi sao chốt 1395 cho em, còn đúng hai size cuối. Em còn cho các chị là M với XL, mỗi size cũng chưa được 20 cái đâu, rất là ít. Chị Lan Hoàng lấy 1329 nè, ok. Rồi đầm em mặc là 1395 nha cả nhà, 1395. Ngôi sao là 95. Còn cái này là 94 thì em mặc rồi. Cái kim tuyến nhuyễn này nè, cái này đủ màu các chị coi nha. Bên ngoài á, mình nhìn nha, nó sẽ vừa có kim tuyến ánh xanh nè, ánh tím nè, ánh vàng ở trên này nữa. Còn em mặc á, thì nó chỉ có ánh trắng thôi, nhưng mà nó to nên là nhìn nó đủ màu, à, nhìn nó sáng hơn. Giá hôm nay sale chỉ có là 299 đồng giá, 299.000 đồng giá cho các chị mình luôn. Hàng nhung nha, nhung mà có 299 nè, hết trơn à. Hai cái này mà hết thì sắp tới em có về thêm sườn xám, nhưng em về là không phải kim tuyến. Đợt sau em sẽ có về sườn xám hoa cho các chị mình nha. Đợt sau là về hoa, đợt này là kim tuyến nè. Đó, co giãn các chị coi, đâu có chật, đâu có bó chỗ nào đâu, dư sức các chị mặc được luôn nè. Em mặc vẫn còn dư một khúc luôn. 1395 giúp em, ngôi sao là 1395. Hiện tại chỉ có hai cái sườn xám này thôi chị, còn hai cái mới hoa thì em chưa có kịp về. Em mới có về hàng mỗi một màu, một cái nè, mỗi mẫu như vậy nè. Em chỉ về trước được một cái để em chụp hình trước, để em đăng cho các chị biết là sắp về những cái mẫu này. Thì em chỉ mới về hàng mẫu thôi, để mà chụp hình, để mà tạo mã cho các chị thôi. Chứ còn mà về số lượng như cái này thì chưa các chị yêu nha. Khi nào hàng về số lượng em mới like được, sợ mấy chị chờ lâu. Mẫu này sale 299.000. 1395 là sườn xám ngôi sao 299. Chị Hồng Diệu lấy 1395. Dạ ok, nó còn có hai size thôi nên sẽ qua nhanh nha cả nhà. Em còn size M với lại size XL nha. 62 cân đổ về cho em là vừa. Dưới 62 cân các chị cứ đặt cho em, bảo đảm các chị thích liền. Cái chất này ok lắm, kim tuyến lấp lánh mà không có ngứa. Ở trong em dịch mịn ha. Đó, tặng kèm cài áo hàng xịn sò cho các chị mình luôn. Chỉ có là 299.000 đồng thôi. Xanh ngọc này đúng không chị? Còn để em lên cho chị coi liền. Xanh ngọc đúng không? Đồ đồ em xíu. Đó, mình muốn coi cái nào mình nhắn em mặc cho mình coi. Xanh ngọc em còn có 3 size thôi, nhưng mà được cái hôm nay em giảm giá 179.000 luôn. Thấp nhất gần đây các chị coi phải 230 cái mẫu này. Gần đây nhất các chị xem em bán á, là 230. Nhưng mà like này nha, 179. Rồi đây là 1405. 1405 nha cả nhà ơi. Em sale luôn là 179.000. Em còn có 3 size thôi hả. Cái mẫu này bây giờ em còn 3 size nha. Chị nào ML 2X thì chốt đơn cho em. Phao này phong suông, đẹp lắm, dễ mang. Nó thoải mái, không có chiếc eo, không có bó eo gì hết trơn á. Xuông từ trên dưới. Đằng trước là 3 mảnh nè, đằng sau là 2 mảnh nè. Đó, nó ra cái váy xuông chữ A của em là tổng cộng 5 mảnh. Có 179.000 giảm luôn. Hôm nay rẻ nhất từ trước đến giờ luôn á. 1405 179. Đầm này chất lụa cho em nha. Màu xanh này xanh ngọc, chị lên trẻ da, trẻ với trắng da dữ lắm. Chị nếu mà thích trẻ với trắng da thì lấy cái xanh này của em. Còn thích mà dạng nhã nhặn nhẹ nhàng á thì em có nền đen. Chị thích nền đen không? Nền đen em có luôn. Váy này hai màu lận. Váy này em về thích hai màu. Em có nền đen nữa. Nền đen đây nè. Sáng em mới cầm cho chị khách coi. Đây, nền đen nè. Đó, hai màu cho các chị luôn. Cái màu đen này thì lại còn full size nha. Đen thì em còn ML, XL với 2X luôn. Đen còn full size tới 65 cân, dư sức các chị đặt. Còn em mặc thì lại còn ML với 2X. Mẫu này thì còn có 3 size thôi. Giá tiền hôm nay sale chỉ có là 179.000.
179.000 đồng cho các chị luôn. Chia sẻ có đơn giúp em, chị Ngọc Tuyết lấy đầm em mặc. Dạ cho em xin cái mã đi. Ở đây em có hai màu, không biết chị Tuyết lấy màu nào. Lấy màu đen đặt 1404. Màu xanh em mang nè là 1405. Cổ tròn, tay ngắn nè. Đầm suông phía trước 3 mảnh, phía sau là 2 mảnh nha. Đằng sau em may 2 mảnh to, có chiếc ly ở đây nè. Đó, rồi phía trước là 3 mảnh nè. Giống em mặc luôn, khác màu nha. Sale đồng giá 179. Sale đồng giá là 179.000 nha cả nhà. Lấy màu nào cứ đặt sớm giúp em ha. Có gì bên em sẽ tư vấn xa cho các chị mình luôn. Mã cộng số điện thoại giúp em là ok, 179.000. Chị Trúc Anh lấy 1404 màu đen. Dạ đây có luôn. 1404 là màu đen, em còn full size cho các chị mình. 1405 là màu xanh ngọc. Chị nào lấy xanh ngọc chốt đơn cho em luôn. Thứ nhất là mã số, thứ hai là số điện thoại cho em. Và đừng quên là chia sẻ like cho em 3 lần nha cả nhà. Cái này không chia sẻ em bán bình thường là phải 300 hơn á. 300 hơn nha. Đó, bây giờ em chốt đơn có 179 nè, 179k. Chị Trang Ngô lấy 1404 màu đen nè. Đó, màu đen đúng rồi, còn em mặc là 1405. Màu xanh là 1405 nha cả nhà. Chị Vân Phạm 62 cân hả chị? 2XL nhà em là chị mặc được. Chút 2X cho em đi. Bây giờ em sẽ lên thử cái váy hoa thêu. Hồi nãy em chưa kịp mặc cái hoa thêu mới. Đây, em mới về cái hoa thêu này cho các chị mình nè, đẹp lắm. Hoa thêu mới đợt này nó dài hơn cái đợt trước luôn. Rồi, 1450, em vẫn may phía trên là ren nổi nha, phía dưới là chiffon. Kiểu thì giống giống, nhưng mà các chị nhìn nè, màu đẹp với cái tay may khác đợt trước. Đây, đầm hoa thêu mới nhà em vừa về nó dài hơn, các chị thấy không? Chuyến trước em may là nó ngắn ngắn như vậy nè. Đó là dễ chung ha, chuyến này em may dài thước tha cho các chị luôn. Sang ơi là sang, mỗi đầm này các chị ơi, hoa thêu nổi. Trên này là ren hoa nổi các chị nha. Nói gì nói chứ tông tím vẫn làm mấy chị khách rất là mê. Em chào chị Lê Ngọc Anh nè. Rồi trên này là ren hoa thêu nổi nè. Dưới này là chiffon. Ở trong em cũng lót là từ ngang ngực trở xuống. Tay nhỏ xíu xíu thôi ha, mấy cái tay con con thôi. 1450 nha cả nhà. Đây là 1450. Rồi, hoa thêu mà có 299 nè. Em cũng đâu có bán mắc cho các chị ơn đâu. Đó, cũng 299.000 thôi, rất là dễ các chị yêu ơi. Nay mua tầm giá, giá rồi gọi là hợp lý luôn á, hợp túi tiền mình luôn ha. Mua đầm bên em không có sợ sót ví. Tại thường các chị mua đồ trung niên á, bèo bèo phải tầm 500 cái, 700 cái. Đó, mang qua nhà em với cái số tiền đó các chị có thể mua được thậm chí là 4-5 cái cũng được luôn. Vô ngay cái đợt sale là mua 4-5 cái dư sức luôn. Dạ em mặc đây là 1450 nha chị Dung Kim, 1450. Sale luôn với giá tiền là 299. 299k nha, em về có màu thôi. Hoa thêu chuyến này chị về đúng một màu này, đợt trước em mang nhiều màu. Đợt này em về đúng một màu duy nhất em đang mặc luôn, có túi hai bên nè, dáng đầm dài khóa phía sau lưng. Đó, có hai cái túi luôn, dễ đương không? Em chào chị Uyên Trần nha. Mẫu này sale với giá tiền chỉ có là 299.000 thôi cả nhà. Đi tiệc nè, xách cái giỏ vô cho em nè, nổi bật liền, sáng liền luôn. Không thì cái chị mình phối kèm túi nào, phụ kiện nào cũng được hết trơn á. Em này rất là dễ phối đồ các chị yêu ơi. Đó, sang xịn mịn cho các chị luôn nè, thấy không? Đi đâu chơi xách cái túi vô là đẹp lên liền, có hai cái túi tiện lợi luôn. Có nè chị Siro, hai bên hai túi nè. Đầm em mặc là có hai túi hai bên và trong em có may lót nha. 299k chúc cho chị Ngọc Huệ luôn. Rồi mẫu mặc bao nhiêu tiền? Mẫu mặc đây là 299.000 chị yêu ơi. 1450 nha, đầm hoa thêu. Hoa thêu 1450. Chị hình như lấy 1450 mẫu của em. Dạ rồi. Đầm này có màu vàng không em? Không chị yêu ơi. Hoa thêu không có màu vàng. Màu vàng em có váy hoa vàng thôi. Đây, hoa vàng như vậy. Hoặc là nền vàng hoa nhí nè thì em có, chứ còn hoa thêu không có màu vàng chị nha. 299.000 cho em, 1450 chị Thanh Trúc có đơn. 1450 nha. Chị ơi Nguyễn, thì có hôm nãy giờ mua được mấy cái rồi. Trời ơi, nói hết nước hết cái vậy luôn á. Vậy mà nhiều khi mấy chị khách vẫn suy nghĩ mãi. Ưng rồi, nghe ok rồi đó, thấy hàng ổn nè.
mặc lên cho các chị coi thử là trước mắt thấy đẹp rồi đúng không? Đó, nghe giới thiệu cũng ok rồi nhưng mà bây giờ chưa, vẫn đang để bụng, để đó trước chưa đặt. Xong đến cái hôm mà các chị quyết định đặt hàng á, chị ơi em ơi chị lấy cái váy này nha, hết size, trời ơi tiếc. Tiếc là em còn size cho mấy chị khách khác mà tự dưng nó hết ngay cái size của mình. Mà nó hay vậy lắm các chị, xui lắm thì không hiểu sao đến lúc mình đặt nó không có size. Đó, cho nên là bây giờ các chị thấy mẫu nào em còn size nè, mà mình thấy cái giá tiền á nó hợp lý rồi, chứ mình chờ em sale nhiều khi em bớt cỡ 20-30 nữa mà nó không có size của mình thì cũng như không hả. Tại đợt hàng em về có một chuyến à, em đâu có về thêm đâu. Tranh thủ mua nha, 299 ngàn thôi, 1450 cộng số điện thoại cho em. Còn không á, em có đầm sale giá rẻ hơn nữa cơ, chưa hết đâu. Đây, nếu mà cái chị muốn mua giá và tầm trung nha, 150-170 này kia em cũng có. Tại nãy giờ là mấy chị khách yêu cầu em lên hàng mới á, chứ không thôi là em mặc tiếp mấy cái hàng sale nè. Đây nè, 150 cho em luôn, không cần xót ví luôn. Hôm nay mua mấy cái đầm cũng thấy nhẹ tinh luôn. Dạ sắm đồ Tết đúng rồi, nói chị thì lên đây sắm đồ Tết nè. Sắm đồ Tết thì phải có mấy cái em hoa đúng không? Hoa đỏ nha, hoa đỏ hoa vàng là thấy Tết về rồi. Đây em lên cái hoa đỏ trước đi, rồi chút em mặc cái hoa vàng cho các chị coi. Hoa đỏ này rẻ hơn nè, mặc trước nha. Đỏ này có 150 à, mà em còn full size luôn á, chứ không phải là hàng còn một hai cái đâu. Mẫu này chị nào cũng có thể mặc được, còn full size lận. Đây nè, dễ thương chưa, 65 cân đổ về em có hàng luôn. Eo 84 đổ lại là các chị cứ chốt đơn cho em. Cái này lụa, em này là vải lụa 1340, rồi hoa hồng đỏ, hoa hồng đỏ là 1340. Nguyên một cái váy lụa như vậy mà em chốt đơn 149 ngàn thôi á, 149. Chị Kim Oanh lấy cái 1450 là cái hoa thêu ha. Rồi ok, mấy cái hoa thêu nó ít á, nên chị nào mà kiểu như thích hoa thêu á, thích hoa thêu là phải tranh thủ. Tại vì nãy giờ các chị thấy em mặc không to, mới có cái hoa thêu à, hơn 40-50 cái đầm mới về mà chỉ có một cái hoa thêu này thôi, chứ đâu có nhiều đâu. Đó, hàng hiếm luôn ha. Còn kiểu như hoa lụa này kia thì nhiều. Em mặc nè, lụa nè. Đây, 150 luôn. Đó, lên hàng xe cho các chị khỏi xót ví nha, 149 ngàn em cũng có hàng đẹp luôn. Đây là 1340 của nhà em, với chất liệu là vải lụa, nền đen hoa hồng màu đỏ. Dễ thương không? Màu này nó nữ tính nè cả nhà. Chị nào bánh bèo nữ tính thì lấy cái hoa này của em đi. Có chiếc eo che bụng, mẫu nào cũng che bụng tốt. Mấy cái váy xòe nhà em cái nào cũng che bụng hết trơn á. Chị nào sợ lộ bụng thì cứ chọn váy xòe. Em may eo cao, eo cao thứ nhất cái chị mặc lên những cái dáng thân nó dài hơn một xíu đó, với thứ hai là nó che được cái phần bụng dưới. Bụng mình ở dưới này cái váy nó xè nó che mất tiêu rồi, đâu có lo lộ bụng gì đâu. Có túi nha chị Trần Phúc, hầu hết em có may túi. Đợt trước á thì em có đầm may một túi, có đầm không có túi, còn đợt này hầu hết là có túi cho mình á, đa số là có túi luôn. Chị Thảo Hiền lấy 1340 hoa hồng đỏ size XL và ok, 149 ngàn đồng thôi. 1340 mình mặc mấy tháng rồi, chất liệu ok, mặc mềm mại. Dạ em cảm ơn chị Liên Cao. Nói tới cái mẫu này cái em nhớ tới cái đợt nghỉ dịch cái chị. Vừa về cái này là lô hàng mới bên em, vừa về luôn. Like chưa được một tuần nữa, dính ngay đợt dịch bệnh giãn cách, nghỉ mấy tháng trời ở nhà đúng không chị, nghỉ luôn, ngưng mấy tháng trời ở nhà, bây giờ like tiếp nè, nó vẫn là hàng mới nha. Mình nghe mấy tháng trời mình tưởng là hàng này là chắc tồn kho các thứ, không phải cái chị ơi, tại do dính đợt dịch bệnh giãn cách mấy tháng ở nhà nè, bây giờ là mới bắt đầu like cho cái chị mình đó, cho nên là em sale luôn 149 ngàn để hàng mới em về đợt này Tết cái chị ơi. Đây nè, về hàng Tết cho cái chị mình nữa, mấy cái này em bán nó cũng còn nè. Cứ mỗi một mẫu nó còn một ít đó, nó nhiều tại kho em quá nên em xả hết luôn. Đây hàng mới về rồi ha, tranh thủ sắm hàng vừa lẻ size vừa hàng mới luôn. Đầm này em sale xả kho 150 á chị Ngô Thanh Thúy, 150. 150 hàng đẹp nha, chứ không phải 150 là hàng bị lỗi hay là hàng gì đâu. Vẫn là hàng mới nguyên vẹn của nhà em, chẳng qua là em muốn sale để lấy cái lượt tương tác với khách thôi, lượt chia sẻ nè. Đó, chị nào chia sẻ like thì em chốt 150, chứ còn mình không chia sẻ thì em vẫn chốt cái này là 300 bình thường nha. 149 ngàn chị Huỳnh Như, dạ có đơn, size L hả chị? Còn đầm này full size lận. Hoa màu đỏ là em còn full size nè, nền đen, hoa đỏ 1340, xong chưa em qua mẫu nha. Sale còn 149 ngàn đúng rồi, 149.
300 là em chốt cho chị nào chưa có chia sẻ. Còn chia sẻ thì em chốt 149. Yên tâm, chia sẻ là luôn luôn được giá hấp dẫn. Khỏi lo luôn. Chia sẻ là tỏ đơn giá sale các chị nha, 149.000 cho em. Mã cộng số điện thoại giúp em là ok. Ai lấy mẫu này comment liền tay cho em ở phía dưới. Có gì bên em sẽ liên lạc cũng như là tư vấn sai cho các chị mình ha. Mã cộng số điện thoại cho em là được nha cả nhà. 1340. 1340 sale còn 149.000 đồng. Không đẹp không lấy tiền gì chưa hàng các chị khỏi lo. Em bao chất liệu luôn, giao tới ha, cho kiểm tra đúng như em quảng cáo thì em thì lấy hàng của em, còn không đúng em không lấy tiền các chị luôn. 1340 mặc rất đẹp đó, khách em review kìa, nào mà em khen nha, đây chị khách em khen nha, các chị thấy khách em review không đó, khách mua khách review luôn á, các chị không có lo gì hết trơn á, mặc sam giao vậy hà. Rồi bây giờ tiếp tục em lên mẫu nữa nha. Bây giờ lên tiếp hàng nào đây ta? Hoa vàng đi, em nói là Tết thì phải mặc hoa vàng, hoa đỏ đúng không? Hoa vàng lên luôn. Có chị Thanh Thế 2X em còn luôn, còn chị Nha 150. 2X có, MLXL gì cũng có luôn, có 150 hả chị? Rồi, thêm một hoa vàng cho các chị mình mặc Tết luôn. Em này thì em giảm còn 199.000. Mẫu này của em thì khỏi nói luôn, kiểu rất là trẻ trung. Chị nào thích trẻ trung trắng da thì phải có kem hoa vàng này, kết hợp bông bi trắng trắng ở trên nhìn xinh lắm. Màu này mặc em nó trẻ ra 5-7 tuổi luôn á. Đây nè, hoa vàng của em. Cái cổ áo này cũng đẹp, em sắn ở đây nha, sắn ngay cái phần ngực áo, tay xếp phồng phồng cao cao xíu nè, kiểu khác hoàn toàn. Mỗi một đồng nãy giờ em mặc, các chị thấy cái kiểu nó khác nhau không? Không có giống nhau, mà cứ đợt về là mấy mẫu nó lại khác vậy á. Đó, thành ra chị nào thích hoa đỏ, hoa vàng hay là mấy cái mẫu này nè là phải mua chuyến này. Chứ chuyến sau đâu có về này đâu, chuyến sau về hoa khác rồi. Đây, em mặc là 1358 nè, cái này cũng còn full size luôn. Đây, kiểu này là sẽ dành cho những chị thích gu trẻ trung, dễ thương ha, năng động chút xíu, trắng da một chút xíu thì đây, 1358, mẫu này sale 199k. 199k mẫu này của em. Hàng này em cũng còn 4 size luôn. Chị Ngọc Nga chị có 140 nè, đẹp lắm. Đó, chị khách em cũng mới khen kìa không. Ở đây cái chị mình hoàn toàn yên tâm là tại vì em giới thiệu ở đây là mới có một thôi. Mấy chị để ý mấy chị khách review á, mấy chị khách review nhiều lắm. Đó là khách nhà em đã mua rồi á, mua rồi quay lại khen. Mấy chị yên tâm chưa? Giờ em mặc em khen, mấy chị bảo hàng nhà em thì em khen. Còn đây là khách review thực tế luôn. Mấy chị khách nó bỏ tiền mua mà, chứ đâu phải là em bỏ tiền để mấy chị vô review cho em đâu, mà là mấy chị bỏ tiền mua đầm xong bây giờ còn quay lại review cho em á. Tại các chị biết hàng đẹp như thế nào rồi. Em chào chị Quỳnh Như ạ. Rồi đây sale 199.000 hoa vàng. Hoa vàng nhà em bán nè, 199.000 thôi. Hàng này mà mua chỗ khác nha. Em để ý thấy ngoài shop á, các chị em ở quận 7 nè. Đó, các chị mà đi cái con đường Nguyễn Thị Thập, các chị thấy rất là nhiều shop lớn ở ngoài đó. Bước vô shop nào cũng phải tầm 500 trở lên. Nhưng mà riêng hàng nhà em bán tại cửa hàng á, váy này có 350 à. Tại cửa hàng là đã rẻ rồi. Mà trên cái line này em chốt 199.000 luôn. 199.000 này hàng lụa nha, em bao cái chị kiểm hàng luôn á. Hàng này không khác gì các chị mà đi đặt may hết trơn á. Còn đây em may thành phẩm đủ kiểu luôn, thích nào chốt đó, khỏi cần phải chờ may. Em may sẵn rồi, đặt xong tầm 2-3 hôm nữa em giao tới nhà cho các chị luôn. 199.000, đây là 1358. Cầm thì các chị thấy nó không có được đẹp ha, nhưng mà em cầm để các chị coi là biết nó chuẩn mẫu nè. Đó, còn coi là coi cái form em mặc nè, 199.000 thôi. À, eo 90, vậy thì không vừa chị Thanh Thế thôi. Eo 90 là chị phải mặc cho em mấy cái đầm mà co giãn á. Em giới thiệu như nãy giờ có cái nhung nè, đầm nhung nè, la dông nè. Em có cái la dông này đang sale nè chị. Đây, cái này nè. Cái này 75kg mặc được luôn á. Chị thích cái màu này không? Riêng cái em la dông này nha, 75kg đổ về cho em dư sức. Eo 90 cái này là dư sức, cái này là eo cỡ tầm 90 mấy cũng được luôn. Em này coi giãn dữ lắm, các chị coi, cái này lai dông. Đó, nó coi giãn được như vậy luôn nè.
thoải mái luôn á. Nhưng mà không biết kiểu này là chị có chưa? Hay là chị thích cái kiểu này không? Nếu mà thích thì em giới thiệu cho mình. Đầm này eo 90 là thả ga mặc luôn nè. Còn em mặc thì hổng vừa rồi, em mặc nó được eo 84 thôi. Cái hoa vàng này của em á, do chất này là lụa, nó không có co giãn nhiều được. Đầm này eo 84 đổ về cho em thì vừa nha. Hoa vàng 1358 eo dưới 84. Còn size lớn thì một là em này, không là cái váy nhung hồi nãy em mặc á, chị có chưa? Nhung hoa. Nhung hoa cũng dưới 70 cân vừa luôn. Hôm nay sale có 199 nè. Nhung hoa em mặc em để đâu rồi ta? Em có cái đầm nhung hoa này đây nè, sale 199 ngàn nè chị, hôm nay giảm giá eo 90 được luôn. Đây cái nhung hoa này eo 90 mặc được luôn, dư sức cho em. Mà vải nhung nha, nhung xịn luôn nha. Đó, hoa văn cái chị coi, hàng này là váy xòe. Em này là nhung hoa dáng xòe, cổ tròn, dễ mang lắm. Cái này không có kén, form đơn giản dễ mặc luôn. 2 tháng chị mua nhà em 8 cái, thích nhất là mặc không phải ủi. 2 tháng mà mua 8 cái rồi, like rai cứ một tuần nhận đơn cái. Cứ một tuần nhận đơn cái đó các chị. Ngày nào có nhiều chị khách em nói hả, nhận hàng riết mà shipper quen luôn, quen nhà, quen số điện thoại luôn á. Rồi mẫu màu tím mà chị, màu tím. Tím này đúng không? Tím này để em mặc lại cho chị coi. Tại em cũng có mặc rồi, nhưng mà cũng lâu rồi. Bây giờ em sẽ mặc lại cho chị coi. Rồi chị Quỳnh Như, chị mua bên em là hơn 2 năm nay rồi nè. Trời ơi, khách quen lại gặp khách quen nữa. Ok chị yêu ha, còn dài yên tâm, mình còn đi rất là lâu. Mình còn đi rất là lâu nữa, các chị cứ yên tâm tha hồ mà đặt hàng nha. Biết được shop em rồi là cứ vậy mua hàng đẹp giá rẻ thôi. Nhiều chị chưa biết shop chứ một khi biết shop rồi là không có đi đâu mua nữa. Tại mấy chỗ khác giá cao quá. Kiếm được nhà em hàng mềm xèo luôn là mua riết luôn, mua hoài, mua hết quen luôn. Rồi, đầm nhung mà có 199 ngàn thôi nè. Váy nhung này em sale 199k cho các chị luôn. Hàng này thì bát rồi cho em mặc luôn nó mới lạnh luôn các chị. Cái nhung này nhà em mặc vô lớn lạnh người luôn á, nhung lạnh nha. Kim tuyến nè, full kim tuyến luôn. Rồi, em này co giãn tốt, 67 cân đổ về cho em, dạng body. Dạng body đuôi cá các chị nha, đi tiệc được ha, đi tiệc xách cái giỏ vô cho em nữa. Là đẹp liền. Đây. Trời ơi, đem có một cái túi đá lấp lánh để cầm cho các chị coi nè, thấy không? Phụ kiện là đầy đủ cho các chị để thấy là đi tiệc đi chơi đâu cũng hợp luôn. Đầm body của em mã là 1392, chất này là nhung. Nhung nhau vậy hàng thường nha, nhung xịn luôn. 199 ngàn thôi, like này em đang giảm giá 199k. Qua trực tiếp shop em cái này cũng phải hơn 400, 400, 420. Nhưng mà bây giờ thì có 199 thôi. Đó, chị nào ở nhà thì nghe giá like của em là được rồi, 199k. 67 cân đổ về dư sức luôn nha. Hàng này co giãn 1392 em mặc nha, full kim tuyến luôn. Cái váy này của em là kim tuyến là full đầm luôn, từ trên xuống dưới. Mà ở ngoài cái chị nhìn á, mấy cái kim tuyến này nó đủ màu luôn á, chứ không phải là ánh trắng không đâu. Nó ánh xanh, ánh hồng, ánh tím ở trên nữa. 199k mẫu này thôi, chất nhung, co giãn nha các chị mình luôn. Đầm này của em thì cỡ eo 86 nha. Cái váy eo 86 độ về cho em là đẹp, xuất sắc luôn. Sale còn 199 ngàn đồng. Em mặc hơi rộng, em có bó cái thẹp đằng sau một chút xíu nha. 199 ngàn cho em thôi ạ. 1392. 1392 cộng số điện thoại. Đây nè, y chang em mặc luôn phía sau nè. Đó, em khui về để nhiều khi mấy chị khách hỏi em là hàng giao tới đúng không á, thì em khui cho mình coi thêm cái. Rồi khi nào hàng giao tới nhà em cho các chị kiểm tra hàng nữa ha, không phải lo. Xe 199 nha. Ôi trời ơi, nãy có chị khách nói em mặc cái này mà em quên mất tiêu, không nhắc em quên luôn. Trời đất ơi, đợi em xíu mặc cái màu này cho các chị coi, lại quên luôn. Nhiều khi lo trả lời comment khách, em quên mất tiêu với chị khách yêu cầu mặc luôn á. Rồi chị Nguyễn Chí lấy mã số 1392 và ok 199 ngàn nha. Sau cái này đi em mặc cái sọc liền luôn, không biết chị còn coi like em không nữa. 1392 chị Nguyễn Thi có đơn nè, 51kg hả chị? Cái này chị mặc size M cũng được. Tại cái này nó co giãn á, size M là 52 luôn, em mặc nó còn dư nè. Đây đó chị coi, em mặc nó vẫn còn dư nè. Đó, cho nên 52 cái chị mặc size M vẫn được, dư sức luôn ha. Mẫu khác không biết chứ mẫu này thì có co giãn nha. 1392 xe 199 ngàn. Rồi chị Ngọc Hiên, chị Ngọc Hiên trước 1392 của em. Dạ nhưng nha, không hề nóng. Nhưng mặc một lần là thích liền, vải mát rười rượi luôn, không nóng chút xíu nào hết trơn á.
Đây em lên cái sọc nâu. Trời ơi nãy giờ lâu quá rồi, chắc chị đi mất tiêu luôn rồi. Sọc nâu này là 1408. Mẫu này thì em may form suông. Sọc nâu này là em may form suông cổ vét nha. Đi chơi cũng được, đi làm cũng ok. Màu này nó cũng dễ, nó cũng nhẹ nhàng thôi, không có tươi, không có nổi. Rồi tặng kèm thêm một sợi dây eo ở đây nữa. Chị nào mua đầm này em có tặng kèm cái dây eo cột vô cho em. Đeo trước đeo sau, cột đâu cũng được hết trơn á, trái phải gì cũng được nha. Dây rời, dây này là em tặng rời thôi, cho nên các chị mình thích thì mình đeo giống em nè. Không thì tháo ra để nhà cũng được, hay là mình phối với đầm khác cũng được luôn, dễ lắm. Mấy cái dây rồi như vậy các chị phối hợp đầm nào cũng ok. Đây là chất cô tông lạnh nha cả nhà. Rồi em ghi mã cho mình luôn, 1408 259 thôi. Bình thường các chị mua cái này của em bán 300 tròn không? Like khác là 300 tròn không? Like này giảm thêm ít nữa. 300 tròn thật ra là em đã giảm rồi á, chứ tại cửa hàng em nó cũng phải là 390. Ủa đâu có, vé này tại cửa hàng 402, quên. Vé tại cửa hàng là 402. Em mang lên like em giảm có 300 ngàn hả? Bây giờ em giảm thêm 40 cho các chị nữa, còn 260 luôn, 259 ngàn luôn. 259 ngàn vé của em, đây là 1408 nha cả nhà. Khóa đằng sau lưng nha. Đây, vét sọc, không có chiếc eo. Mẫu này em may suông, suông chữ A từ trên xuống dưới, không có đường lằn ngang. Không đường lằn ngang các chị nha, cái dây này là em cột vô nè. Đó, dây rồi như vậy nè cả nhà. Dây rồi, tặng dây rồi. Tháo ra dư sức, không đeo được. Chị đã thích đơn giản ha. Đó, mặt trơn như vậy cho em thôi là cũng đã đẹp rồi. Nhưng thích có điểm nhấn thì cột nó vô. Dây này em làm riêng để tặng cho cái đầm sọc nâu này thôi á. 1408 nha chị Phạm Trang. Đây em ạ, mình đừng ghi là cho chị vét hay là cho chị đầm em mang nha. Tại nãy giờ các chị thấy không, em mặc rất là nhiều đầm. Em mặc rất là nhiều đầm luôn á. Cái nào em cũng mặc hết trơn á. Đó, mà vét thì em cũng có đủ màu luôn. Cho nên em sợ giao nhầm mẫu, không phải mẫu mình thích. Cái chị cố gắng cho em cái mã số đi. Bây giờ nó hơn 1400 mã rồi. Đây là 1408 nè, là cái số thứ tự luôn á. Chị Tina 58kg dạ size XL cho em nha. 1408 cộng số điện thoại. Chị 10 lấy cái 92 nè. Rồi, chị Nguyễn Thái cũng lấy cái 92 luôn. Em mặc là 1408. Chị Hoàng Nguyễn váy nhìn đơn giản nhưng mặc lên đẹp đúng hả? Những cái mẫu các chị nhìn nó nha, tuy nhìn nó đơn giản nhưng mà khi diện lên nó sang lắm. Đặc biệt là mấy cái chất liệu mà nó phồng phồng xốp xốp, các chị coi em đứng nè, nó vẫn giữ nguyên cái độ phồng chữ A, có thể không? Đó, chỉ có những cái chất liệu nó dày dặn như là cô tông lạnh khi lên form nó mới có được cái form như vậy thôi. Đây nha, chứ không phải là chất nào lên form nó cũng xòe phồng được vậy đâu. Nếu mà em mặc form nó lụa là các chị thấy khác liền, nó mềm rũ xuống liền. Còn em này là may chất cô tông lạnh, nó đứng form cho các chị nha, nhưng nó vẫn mềm. Vải tuy là đứng form nhưng mà nó vẫn mềm nhẹ, chứ không có phải là nó dạng mà cứng ngắc đâu, yên tâm, vải này mặc vẫn ok, thoải mái luôn. Khóa đằng sau lưng nè. 1408 cộng số điện thoại cho em sọc nâu. Dạ còn size chị Mai Thanh, cái này em vẫn còn full size lận mà. ML, XL và 2X luôn, váy này em còn full size. Chị nào dưới 65 cân thì cứ chốt đơn cho em. Đây em thắt lại cái nơ cho nó đẹp đẹp xíu. Đó, nơ cái chị thắt trái phải gì cũng được luôn nha, tùy cái chị luôn, bên nào mà ok. Có cái túi nữa nè. Đầm này có túi cho cái chị luôn ha. Đầm suông chữ A. Em này là váy suông chữ A và có hai cái túi hai bên nha cả nhà. Sale với giá tiền chị có là 259. 259 ngàn like này của em thôi. Ai lấy mẫu này comment cho em ở phía dưới là 1408 nha. Vest sọc nâu. Vest sọc nâu 1408. Đây, em mặc sao là em giao vậy hả? Không có khác. Khác là em không có lấy tiền được khác rồi nha, yên tâm. Đây có cái túi thiệt luôn, khóa đằng sau lưng, khóa ẩn, em may tất cả là khóa ẩn phía sau lưng. Chị Ngọc Hinh lấy 1408 và ok. 60kg mình đo eo giúp em đi. Tại bây giờ 60 là chị nằm giữa hai size rồi, XL hoặc là 2X. Em cần biết cái số đo eo của mình để em biết là chọn chị cái size nào. Ví dụ như cái đầm này của em, eo của chị nha, đo mà nó tầm dưới 78 á là XL, mà đo nó lên tầm 80, 82, 84 là chị phải lên 2X. Tại 60kg nằm ở chính giữa, nhiều khi khách số ký nằm ở chính giữa lưng chừng á cả nhà, thì phải biết thêm chiều cao cũng như số đo ba vòng em mới chọn size được nha. 259 ngàn 1408 cho em. 1408 sale còn
259.000 đồng. Đầm vest sọc nâu tặng kèm dây eo luôn. Mua đầm này là có luôn cái dây eo này nè. Các chị coi nó có những cái chiếc lá nữa nè. Đó, dễ thương không? Mẫu này các chị, cái dây này các chị có thể kết hợp với những cái mẫu khác vẫn rất là đẹp luôn. Màu nâu nè, dây da nữa, thắt bính cái phần viền này nè, cái phần thân là thắt bính nè. Đó, phối hợp với đầm khác cũng được, dễ luôn nha. Rồi em sale là 259.000 chị yêu ơi, có khóa đằng sau lưng. 1408 sale còn 259.000 đồng. Đồng này em may có 1 túi nha, không phải 2 túi như thường em may đâu, có 1 túi phía trước thôi. 259k mẫu váy này, chia sẻ cả đơn cho em luôn. 1408 cộng số điện thoại, chị nào lấy đồng này thì comment cho em ở phía dưới. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại giúp em là ok. Rồi chị Hiền Lương lấy 1408 giả cả đơn nè. Nhanh tay các chị yêu nha, mã cộng số điện thoại và đừng quên là chia sẻ like của shop. Rồi bây giờ nha, và livestream em sẽ lưu lại nè. Chị nào vô trễ ha, mình sẽ xem lại giúp em. Hoặc là các chị đón xem livestream tối hôm nay vào lúc 6:30 tối sẽ có một bài livestream trực tiếp mới các chị yêu nha. Tối hôm nay hẹn gặp lại các chị nha, cũng tại trang này luôn. Rồi chị nào nhanh tay thì chốt đơn liền cho em, còn lệ lỡ mà trễ tay rồi kịp không kịp rồi á thì tối hôm nay coi live mới đặt hàng cũng được luôn. Đó, chúc các chị buổi chiều vui vẻ và hẹn lại mình vào những livestream kế tiếp nha. Cảm ơn các chị đã dành thời gian theo dõi live cùng với em ạ.